Chào mọi người, tôi tên là Diệp Ngô, đến từ Tinh vực Nam Cương. Vì tất cả các bạn ở đây đều có thể vượt qua những điều kiện tuyển sinh khắt khe và ghi danh vào chuyên ngành chỉ huy, chứng tỏ các bạn là người ưu tú trong số những người ưu tú. Dưới sự giảng dạy và huấn luyện các hệ thống của chuyên ngành, ngay cả khi trước đây có một số thiếu sót rất nhanh chóng cũng sẽ được bù đắp. Tàu chiến lửa và điều biểu tượng sức mạnh của nền văn minh nhân loại, đồng thời cũng là sự lựa chọn tốt nhất để chúng ta thay đổi vận mệnh của chính mình. Với tư cách là một thuyền trưởng, tôi dám hỏi học sinh nào chưa từng trải nghiệm qua một số nguy hiểm học viện khảo sát bầu trời hồn gia là cơ hội tuyệt vời để chúng ta tiếp xúc với những đồng nghiệp xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới và thay đổi vận mệnh của chính mình. Tôi xin đề nghị tất cả các sinh viên ở lại nhiều nhất có thể, cùng nhau tiến bộ và phấn đấu trở thành khó giỏi nhất trong số tất cả các khoa chuyên ngành chỉ huy trước đây. Không sai, Diệp Ngô đồng học nói rất đúng. Học viện khối này một người cũng không được thiếu. Tôn tiệp tán thành. Không bỏ cuộc. Diệp Ngô, thủ lĩnh của thế hệ trẻ ở tinh vực Nam Cương, khá tích cực ở trong việc phát triển tinh vực. Thậm chí còn giành được danh hiệu Thanh Long. Thậm chí đội nổi tiếng cũng mạnh hơn Hắc Thạch Hổ của mình nữa. Diệp Ngô phải không? Ngươi là con trai của hậu tước Aoki tinh vực Nam Cương. Hậu tước Aoki vẫn chưa trở thành đại công tước Aoki đâu. Thanh Long sao? Khẩu khí thật lớn. Nhờ những cái thành tích không biết có thật hay không kia mà ngươi mới được vào chuyên ngành thiếu tá chi. Vậy mà muốn đại diện cho tất cả chúng tôi sao? Vương Trường Niên, ngươi chỉ là một kẻ sinh ra trong một gia đình quý tộc vừa mới chiếm được một phần đất phong bất tinh vực. Có tư cách gì mà nói như vậy? Sự xuất chúng của Diệp Ngô đều được thể hiện trong quá trình khai phá tinh vực Nam Cương. Quân công đạt được đều là thật. Người rõ ràng là một tên tiểu nhân ghen tị và đạo đức giả ha. Ta Lâm Phong, cùng lỗi với người như ngươi kết giao thật là xấu hổ. Mới tiết học đầu tiên đã bắt đầu tranh chấp rồi. Không hổ là chuyên ngành cạnh tranh mà. Đúng vậy, Vương Trường Niên, ngươi chỉ là một cái tiểu nhân, bản thân có thành tích gì biết đi ghen tị với thành tích của người khác. Cũng là người tinh vực Nam Cương, ủng hộ bằng lời nói không sao, nhưng bây giờ nóng lòng nhảy ra ủng hộ rõ ràng là muốn tỏ rõ lập trường rồi. Hầu tước Aoki là quý tộc mạnh nhất của tinh vực Nam Cương. Tôn Khuyết sinh ra ở đó, nên đương nhiên hy vọng có thể xây dựng cái mối quan hệ tốt với cậu ta. Nhưng hiện tại cái túc xá là một quân, là một đồn. Nếu muốn đứng về phía ai thì có lẽ nên hỏi mình trước. Để không phải là thổ dân chính thống ở Nam Cương. Anh ta nhà bá tước Vũ Phong sao, nhảy ra đáp trả như vậy cũng là cơ thừa khá tốt, tinh liếm cũ của bá tước Vũ Phong. Hắn ta mà biết được có người cơ thừa tài ba như vậy chắc tự hào về người lắm. Vương Trường Niên, nếu đại công chúa điện hạ không đến bởi cái bổn bán rỡ phương bắc thì làm sao gia tộc nên trên đặt dưới của người có thể giành được một mảnh lãnh thổ được? Quý tộc ở tinh vực Nam Cương đều là những người được phong tặng danh hiệu vì đã có công khai phá quân sự. So với hạng cận bá chỉ dựa vào cái miệng mà thân tiến như người, ai cần giống liếm cậu đây? Bỏ tức dự phong, tinh vực Nam Cương vẫn đang trong quá trình khai phá, ở đó có rất nhiều thiên hà và điều kiện sinh thái tự nhiên đặc biệt. Lãnh thổ của bỏ tức dự phong là một trong những lãnh thổ tốt nhất nơi đây trong nhiều loại trái cây kỳ lạ. Vương gia của ta đã có được lãnh thổ đương nhiên là chỉ dựa vào công lao phụng sự quốc vương. Diệp Ngô chỉ là một cái tên nhỏ tinh vực Nam Cương, nhưng lại dám đối diện với toàn bộ nhân tài vương quốc của Bohemia. Chưa kể những chuyện khác, người một tay đẩy lùi của tấn công bất ngờ của Liên bang Berlin Targenic, bắt được hai chiến hạm Hắc Thạch Hổ Vương các hạ, chẳng phải so với Diệp Ngô chỉ giết chết có mấy cái tinh thú của tinh vực Nam Cương lợi hại hơn nhiều sao? Cái gì mà bằng thực lực của mình bắt được hai chiến hạm? Chuyện cười trong lời đồn này sao có thể so với bọn cùng lớp của Diệp Ngô được. Vương Trường Niên, ngươi bị ngu sao? Tôi vốn chỉ là người qua đường thôi mà. Vốn dĩ muốn điều thấp, nhưng trong tình huống này, nếu tôi cố gắng điều thấp chính là đưa mặt cho người ta đánh đó. Sau khi kỹ thuật rèn luyện thể chất bước vào giai đoạn cao cấp, với sự đột phá của giới hạn cơ thể con người, sức mạnh tinh thần dần dần biến thành hiện thực và bắt đầu có khả năng can thiệp vào hiện thực. Khi chất của một người không còn là ảo tưởng, mà nó thực sự có thể hóa lực. Trải nghiệm của mỗi người là khác nhau, nên khí chất mà họ có thể ngưng tụ được tự nhiên cũng khác nhau. Những người dành cả cuộc đời chiến đấu trên chiến trường, những người tu tâm dưỡng tính, những kẻ giết chết vô số người và những kẻ giết chết vô số tinh thú đều có các loại khí khác nhau. Chiến đấu trên chiến trường ở một không gian khác, không chỉ hàng trăm tỷ người ngoài hành tinh chết trong tay tôi, mà còn có một số nền văn minh bị phá hủy. Kỷ lục này vượt xa hầu hết các tiền trưởng tàu chiến lửa, chỉ riêng sát ý mạnh mẽ đã đủ để trấn áp đại đa số học viện có mặt tại đây. Vương Trường Niên, phải không? Nếu ngươi tự nhận là thành viên của bát quý tộc, vậy thì đừng có bày ra những cái chuyện ngu sững đó để chọc cười người ta. Nếu không, ngươi sẽ không bao giờ mà đạt được kết quả tốt ở bát tinh vực. Chúng ta là những kẻ mang gì đứng đây, chính trực
và nghĩ thật, không chấp nhận những thủ đoạn xấu xa đó. Biết, biết rồi. Mạng gì bắt tinh vật thua khi họ thua, và thắng khi họ thắng. Và họ không bao giờ che giấu bí mật của mình. Ngươi nên giữ lấy cái lợi cho riêng mình đi. Nếu ngươi mà tiến cận như vậy thì ngậm mồm vào. Trong vương cốc, tinh thú không chỉ có ở tinh vực Nam Cương. Vương Đông Đồng Học, rất vui được gặp bạn. Lâm Phong lần đầu tiên rời nhà chưa từng đến tinh vực Bắc Địa để thưởng thức sự rộng lớn và trắng lệ của thiên hạc vị kinh. Xin hãy tha thứ cho cậu ta. Nếu lời nói của cậu ta không phù hợp, tinh vực Nam Cương cũng là tinh vực các quý tộc dùng máu và mồ hôi để xây dựng nên hy vọng sau này. Trong quá trình hợp tập của thất cùng Vương Đông Đồng Học kết giao. Nhiệm Ngô Đồng Học khách khí rồi. Tất cả mọi người ở đây đều là tinh anh. Tôi rất may mắn khi có thể học hỏi và tiến bộ cùng các bạn. Ý nghĩa thật sự của việc mở rộng Nam Tinh lãnh thổ của là điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người. Và vinh quang của người tiên phong sự cao quý sẽ luôn ở trong lòng mọi người. Nhiệm Ngô cũng không phải là người bình thường. Tinh thần cao thượng và sắc ý của cậu ta là biểu hiện của sự cống hiến góp phần mở rộng lãnh thổ của nền văn minh đi. Mặc dù so với tôi thì cũng kém khá xa. Dù bên ngoài có thù hận gì thì cũng phải nhớ một điều. Trong học viện khảo sát bầu trời hồn gia, các bạn đều là bạn cùng lớp và là đồng đội, xung đột có thất tồn tại. Nhưng nhất định phải ôm hòa. Sau khi tan học hôm nay, tất cả học viên phải đọc kỹ cái nội quy ký luật của nhà trường. Vì không ai muốn bỏ chuyên ngành chỉ huy, tôi hy vọng 2 năm học tới sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau. Cả khóa học lý thuyết bắt buộc dành cho chuyên ngành chỉ huy năm thứ nhất gồm hơn 10 môn học. Trong đó, có biên niên sự chiến hạm, chỉ huy chiến hạm, phân tích chiến hạm, quản lý tổ chức, toán học nâng cao, vật lý nâng cao, vũ trụ học ngoại giao. Các khóa học tự chọn bao gồm hàng trăm khóa học liên quan đến chiến hạm lửa như là công nghệ vật liệu đặc biệt của từng mô đun và chiến hạm, lớp đánh giá dị năng tâm lý học. Có hơn 10 khóa học bắt buộc, tổng cộng 60 tiết học mỗi tuần, các bạn không ghi nhầm đâu, trung bình mỗi ngày có gần 9 tiết. Chuyên ngành sĩ quan chỉ huy trường ta đi học 7 ngày một tuần. Bao gồm các môn tự học, tự chọn, 3 ngày có 9 tiết, kéo dài hơn 10 giờ, bạn đang ôn tập và chuẩn bị bài. Như vậy, thời gian ngủ mỗi ngày còn không đủ 4 giờ, còn có những thứ như là toán cao cấp, vật lý cao cấp, hệ thống phụ trợ cũng không giúp được gì đâu. Ân Ngục sinh ra trong một gia đình hầu tước và được giáo dục ưu tú từ nhỏ. Hơn một nửa trong số 10 khóa học bắt buộc đạt tiêu chuẩn, đã vượt qua đánh giá về nhiều khóa học trong danh mục khóa học tự chọn, đã được học qua không ít rồi. Còn Tôn Khiết thì chỉ thích tử cầu nhiều phút thôi. 2 tháng sau, Vương Động cuối cùng cũng đã vượt qua bài kiểm tra đánh giá của môn học lý thuyết bắt buộc đầu tiên, biên niên sự chiến hạm. Ngay từ khi ra đời, chiến hạm lửa đã được sinh ra để chiến đấu. Cho dù nó áp dụng sự kết hợp giữa sửa đổi nào, hay là được sử dụng trong lĩnh vực nào, cũng đừng quên điều này. Tầm quan trọng của chiến hạm lửa nằm ở trong việc thu thập điểm ban đầu. Chiến hạm lửa không có khả năng thu hoạch điểm ban đầu, chỉ có thứ được gọi là chiến hạm không tên nên thơm hậu tố lửa. Sau đó là chỉ huy chiến hạm. Chỉ huy chiến hạm lửa là một thách thức cá nhân nhưng cũng là thách thức đoàn đội. Sĩ cho cùng nó vẫn là một vấn đề đoàn thể. Khoảng trống thở dài. Tình huống, thuyền trưởng từ trước đến nay không quyết định chiến lược của chiến hạm hỏa. Mọi người còn hiểu rõ chỉ huy chiến hạm hỏa không phải việc chơi họ chơi chơi. Toàn bộ quy tắc đều là quy chuẩn vì chuẩn bị cho đoàn thể. Đậu 30 môn tự chọn Vương Động, thi đậu 15 môn tự chọn Tôn Khiết, đậu 11 môn tự chọn, xếp hạng đội 25. 25 là không tệ rồi. Tất cả các đội đã vượt qua bài đánh giá đầu tiên. Đối với đại đa số học viên, thời gian học lý thuyết trong 3 tháng đầu tiên, chủ yếu dùng để tăng cường giao tiếp và hiểu biết giữa các thành viên trong đội. Nhưng, đối với mình đó là cơ hội quý giá để bù đắp những thiếu sót của bản thân. Qua những cái khóa học lý thuyết được biên soạn kỹ càng, mình không còn là thuyền trưởng hôn giả ngày xưa nữa. A Ngọc có tính cách là hướng ngoại và hào phóng, các cơ sở hoàn toàn đúng mực, có năng lực và mạnh mẽ, xứng đáng là tinh anh ở trong gia đình quý tộc. Tôn Khiết là người có tính cách thực tế, không những có tính định Nhịp Ngô mà còn bám sát nhiệm vụ trong ký túc xá và là người nhanh chóng nắm bắt thông tin. Đội ngũ này miễn cưỡng tạm được. Sau khi kết thúc đánh giá có vẻ chúng ta có mấy ngày nghỉ. Tối nay có bữa tiệc do Nhịp Ngô tổ chức, chúng ta cùng đi xem thử nhé. Được, nỡ mà cậu đấy. Tôn Khiết cũng không có vô cớ kiếm chuyện, từ góc độ tập thể mà nói, nếu lần này là từ chối sẽ không có lợi đồn cho đoàn kết. Vậy tôi sẽ đi báo cho Diệp Ngô một tiếng. Tôi đi trang điểm đợi một chút. Không có đủ sức mạnh để kiểm soát vận mệnh của chính mình, Tôn Khiết chỉ có thể bù đắp cho sự thiếu hụt sức mạnh của mình bằng cách tích cực quản lý những cái thứ bên ngoài, như là nhân mạch chẳng hạn. Mà mình, dù không làm gì cũng có người tìm đến. Bộ này chữ quá nhiều anh em ạ, có nhiều từ mình đọc hơi sai đấy. Đều là những người trẻ tuổi và đầy sức sống. Bữa tiệc này có cơ hội là để giải phóng những cái cảm xúc khác nhau do bị quản lý chặt chẽ trong thời gian này. Cậu có nghe lời Lam Phong và chính thức nói tiên chiến với Vương Trường Điên không? 3 tháng sau quyết định thắng bại. Đúng là phụ nữ nào cũng thích buôn chuyện nhỉ? Có gì để đánh cược sao?
Việc xếp hạng của chúng ta đều được thực hiện theo chế độ tổ ba, tổ đội ba người. Cho dù hai người bọn họ có thể đấu với nhau, thì những người đồng đội còn lại thì sao? Nếu không phải thời gian trước tôi thấy trên trán cậu dán lên cái chữ khắc khổ học tập, thì tôi nghĩ cậu là hoàn toàn không quan tâm đến cái việc đào tạo chuyên sâu của chuyên ngành chỉ huy. Sau khi kết thúc 3 tháng học lý thuyết, sẽ là 3 tháng thực hành chiến đấu. Cậu không biết là lần đầu tiên giảng dạy thực chiến này chúng ta sẽ tiến vào chiến trường không gian khác sao? Ồ, vậy sao? Tôi đến đây chủ yếu là để bù đắp những cái thiếu sót của kiến thức lý thuyết. Cậu không liên quan đến tôi. Nếu không vì phần thưởng sắp hạn thì có lẽ bây giờ tôi đã trốn học rồi. Này 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 này, đó là chiến trường ở không gian khác. Có thể chết bất cứ lúc nào, tôi biết trước. Cậu có chiến tích rất mạnh, nhưng đó đều là chống lại kỹ thuật trong vũ trụ này. Chiến trường ở không gian khác lại là một chuyện khác. Không được đánh giá thấp kỹ thuật. Đừng quên, đây là hành động tập thể. Không giống như khi cậu hành động một mình, một người phụ nữ yếu đuối như tôi còn được bảo vệ đó. Biết rồi, đến khi tiến vào chiến trường không gian khác, tôi sẽ nghe theo sự chỉ huy của cậu được chưa? Nhân tiện thứ mà Lâm Phong và Vương Trường Niên đánh cực với nhau có phải là thu hoạch từ chiến trường không gian khác này đúng không? Sai. Hai người họ muốn cược xem ai có thể thu thập được nhiều điểm ban đầu hơn. Tiền cược là gì? Lâm Phong cược 3 viên tinh thể u ám, Vương Trường Niên cược 1 viên tinh thể sinh mệnh. Tinh thể u ám. Tinh thể u ám là một loại khốn sản nguy hiểm. Mỗi đến trên tàu u bằng có lò phản ứng năng lượng vật chất. Để Shadow. Phẩm chất cam và carbon y tế sinh hóa. Phẩm chất tiến đầu còn sử dụng loại kháng sản. Loại khốn sản này đã được nâng cấp. Tinh thể u ám khó có thể tìm thấy ở Vương quốc Bohemia. Thậm chí cả trong tinh vực. Loại khốn vật này quý giá này vậy mà lại xuất hiện trong một vụ cá cược. Đúng, chính là tinh thể u ám. Nghe nói lãnh thổ của bá tước phụ Vũ Phong có rất nhiều tài nguyên khốn sản quý giá. Tinh thể u ám vừa mới được phát hiện gần đây. Tinh thể u ám đẹp như màn đêm thuần khiết. Tôi chỉ từng nhìn thấy những cái hạt nhỏ rải rác trên một vài món đồ trang sức. Không biết tinh thể u ám hồn chỉnh có tác dụng khiến người ta thư giãn và hạnh phúc như trong truyền thuyết hay không. Thú vị. Nếu theo tiết lõi đặc cực này thì một tinh thể sinh mệnh tương đương với 3 tinh thể u ám. Tinh thể u ám chỉ có thể được sử dụng với một số lượng nhỏ để tăng cường một số mô đun nhất định trên tàu. Tinh thể sự sống không chỉ tăng sức mạnh mà còn có thể cứu sống người khác. Trong những cái thời điểm quan trọng, việc Vương Trường Niên sẵn sàng lấy ra một tinh thể sự sống cho vụ cá cược này đã đủ khiến cho nhiều người khác ngạc nhiên rồi. Đúng rồi, cậu cũng là người bắt tinh. Có phải là trong thiên hạ vì kinh sản xuất được nhiều tinh thể sinh mệnh như trong truyền thuyết không? Do tàu có Vương Trường Niên vừa mới được phong đến tinh vực Bắc Địa cách đây không lâu. Tinh thể sinh mệnh mà Vương Trường Niên đặt được đến từ tinh vực Bắc Địa. Do tộc anh ta trước đây đã tham gia vào hạm đội do công chúa điện hạ chỉ huy. Sau khi Bắc Địa công quốc sụp đổ, Vương Trường Niên thành công tấn được một đại công tước Bắc Địa. Người này đã quyết định không kho vật tư của pháo đài Bắc Phong. Kết quả là Vương Trường Niên đã chiếm được hết. Vương Trường Niên hình như là một vị anh trai tên là Vương Trường Hỷ đúng không? Tôi chưa từng nghe cái tên của anh ta, nhưng chờ một chút, tin tức này không khó tìm. Đúng vậy, Vương Trường Hỷ là anh trai của Vương Trường Niên. Anh ta cũng từng tham gia hạm đội viễn chinh phương Bắc trước đây của công chúa điện hạ, nhưng anh ta đã bị cách chức vì phạm tội sau lãng nhiệm vụ và bị loại khỏi cái danh sách người thừa kế của gia đình. Tương lai không có gì tươi sáng. Khi đó mình đã thiên hạ cổng sau để gia nhập vào hạm đội thập tử chinh hồn gia của Lâm Tiểu Khê. Sĩ quan phụ trách thông tin có ý định xấu và muốn tìm hiểu làm thế nào Vương Đổng vượt qua phòng tuyển của Bắc Địa công quốc, tìm hiểu bí mật của thiên hạ cổng sau chính là Vương Trường Hỷ. Xem ra trong đại xử lý không tồi. Vương Trường Hỷ đã mất đi quyền thừa kế. Đối với một đứa con quý tộc mà nói, điều này tương đương với án tử hình. Tuy nhiên, hắn không ngờ lại gặp được em trai hắn ở đây. Vương Trường Niên là cố ý hay cố tình? Vượt truyền địch ý của Lâm Phong cho mình có vẻ không đơn giản như vậy. Tại sao dĩ năng cảm nhận mối đe dọa của mình không phản ứng? Đúng rồi, Vương Trường Niên yếu đuối như vậy, đối với mình căn bản không có chút uy hiếp thực sự nào, cho nên dĩ năng đương nhiên sẽ không phản ứng cái dĩ năng lười biến này. À đúng rồi. Cuộc sáu tòa này với bộ hộ, sẽ mời hai người có đủ uy tín đến làm chứng. Lâm Phong mời Diệp Hậu, Vương Trường Niên có vẻ đang chuẩn bị mời cậu. Hắn hẳn lo sẽ sớm tới đây. Đại diện mà Lâm Phong tìm tới là nam cương tinh vật Diệp Hậu. Vương Trường Niên thân là tân quý tộc của Bắc Địa, tùy tiện lấy ra tinh thể sinh mệnh nguy hiểm làm cá cược. Hắn muốn làm gì? Ngoài ra, nhiều nhất trong vòng một ngày, tin tức liên quan chắc chắn sẽ xuất hiện trên diễn đàn của học viện. Thú vị, đã lâu không có hoạt động như vậy. Vương Đồng cậu có muốn tham gia không? Để sau đi, chả phải bọn họ cho tìm đến sau. A Ngọc, lát nữa nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, phiền cậu giúp tôi một việc. Vương Động, cậu đã không còn thành thật như trước nữa, còn nữa. Cậu thật sự tin tưởng tôi như vậy sao? Tường vi máu của công quốc Sidon, ít nhất xét về tính cách thì không cho vào đâu được. Hơn nữa, bản quyền nhờ cậu giúp đỡ cậu nên vui mới phải chứ. Ừ, có gượng vui thôi. Vì tinh thể u ám, nếu Vương Trường Niên tự tìm đến, có thể lợi dụng tính anh ta một chút. Nếu không trực tiếp tìm Lâm Phong mua có thể không thành công. Bằng không với cái tỷ lệ 3 tinh thể u ám đổi một tinh thể sinh mệnh chắc chắn sẽ có lỗi.
Yêu cầu của cậu, ta từ chối với cái số tiền đặt cược nhỏ như vậy. Hoàn toàn không cần mời người làm chứng. Các họ cảm thấy chưa? Đủ hào phóng sao? Được, tôi đặt cược cả 15 tinh thù ấm. Vương Động Đại Nhân đã nói như vậy chứng tỏ một chút cuộc cải của người thật sự không đáng chú ý. Tuy nhiên, nếu người định đánh cược với ta, ta sẽ đặt cược rằng Vương Động sẽ đứng đầu trong bài giảng thực tế này. Được rồi, vậy thì ta sẽ đặt cược tất cả vào Diệp Hảo. Tôi có thể là người trung gian khi bắt đầu đặt cược, chịu trách nhiệm nhận đặt cược và đặt tỷ lệ cược dựa trên kết quả cuối cùng. Tôi muốn đặt cược, tôi cược Lam Động, tôi cược Lam Phong. Tất cả tiền cược sẽ được chấp nhận, nhưng tôi muốn giải thích trước rằng tôi sẽ đặt cược 5 viên pha lê sinh mệnh cho Vương Động. Dưới sự dẫn dắt thông minh của tôi, Vương Động lần này thật sự đối đầu với Diệp Hảo, bất cứ kết quả cũng thế nào, hai người nhất định sẽ đối đầu với nhau. Tôi không thể không khen cái sự, không khen ngợi sự thông minh và khả năng ứng biến của mình. Cười đi, cảm ơn người đã sắp đặt sân khấu này cho tôi. Nếu không có người có hợp của tôi sẽ không dễ dàng thực hiện được như vậy. Việc tôi giao cho A Ngọc giúp đỡ chính là thúc đẩy cuộc đánh cược này và đặt cược đủ đích tiền cược của tôi sánh ngang với những cái viên tinh thở u ám mà Lâm Phong đã đặt cược. Chỉ còn cuối cùng chúng ta thắng, 15 viên hắc tinh mà Lâm Phong vừa lấy ra nhất định sẽ ở trong túi của tôi. Phần thưởng xếp hạng khảo hạch cuối cùng của chuyên ngành chỉ huy cũng là thứ tôi nhất định phải có được. Với khẩu pháo nổ siêu tân tinh cấp 15 trong tay, mình nhất định sẽ chiến thắng ở trong cuộc cạnh tranh giành điểm ban đầu. Cuối cùng thì cô cũng đã trở lại, tôi đã ở trên thuyền tròn 3 tháng. Dù cậu có ở trong tù thì cũng nên cho tôi một chút thời gian để thư giãn chứ. Học viện khảo sát bầu trời hồn gia chắc chắn là nguồn tài nguyên giáo dục hàng đầu trong thánh vực này. Mặc dù tôi xuất thân từ một gia đình quý tộc trong liên bang của Berlin, Genet, nhưng tôi chưa có cơ hội để tiếp xúc với nguồn tài nguyên giáo dục cấp độ này. Vì vậy, cả khóa học rất là chặt chẽ với tôi và không có ngày nào được thư giãn cả. Tôi cũng vậy đó. Trong đạo chỉ xuất thân từ một nhánh phụ của nhà Tống, tội nghiên cao cấp chắc chắn không có. Chủ thể xuất thân từ một sĩ quan cấp trung và chỉ được đào tạo ngắn hạn tại học viện quân sự. Vũ Bạch Y và Thi Tôn Hầu thì trước đây hoàn toàn không có cơ hội như vậy. Nhân tiện tôi nghe nói trong buổi giảng dạy thực tế này của chuyên ngành sĩ quan chỉ huy, có một học viên nào đó đã bí mật mở ván cược. Đúng vậy, hơn nữa còn có liên quan đến tôi. Vương Trường Niên xấu nhất định có ý đồ xấu, các họ chắc hẳn cũng không có ý tốt. Đi thôi, rửa tiền chúng ta hãy dạo một vòng quanh chiến trường không gian khác, sau đến thăm ngôi sao hoa viên của công chúa điện hạ. Hãy cho những người đẹp cao lớn của chúng ta có một khoảng thời gian thư giãn vui vẻ đi. Muốn thư giãn chứ? Cậu mới chính là người muốn thư giãn đâu. Dạo một vòng quanh chiến trường không gian khác là gì vậy? Đi nào, anh dẫn em đi xem cá vàng ở dị không gian. Đáng ghét, lại làm rối tóc em nhắc đến với liên tập thở thuộc của trực tốt đó chết này. Cô cá mắm này trong 3 tháng học hành dường như đã trở nên cởi mở, hột bát và hiểu biết hơn, ít nhất không còn như trước đây. Chỉ biết chìm đắm trong thế giới của riêng mình, thỉnh thoảng còn chủ động nghe nhảy múa mấy lần nữa. Kích hoạt hệ thống ảo ảnh tiến vào trạng thái ẩn nấp, kích hoạt chức năng bắt tín hiệu dị không gian, bước vào chiến trường dị không gian. Nền văn minh dị không gian, nền văn minh Bạch Lạc, lịch sử văn minh 78.622 năm. Cấp độ văn minh, nền văn minh liên sao cấp 4, nguồn năng lượng chính, năng lượng hạt nhân, năng lượng quang học, phạm vi ảnh hưởng là 780 năm ánh sáng. Hành tinh có thể sinh sống, tóm, nhóm dân tộc 579 tỷ. Sức mạnh hạm đội, tàu chiến 1600 đến 1900 điểm, tàu Mỹ 3300 điểm, ngôn ngữ tiếng Bạch Lạc, chế độ văn minh, hệ thống liên bang. Thật không ngờ lại là một hành tinh có sự sống và có đông đảo dân cư. Không đúng, đây không phải là một hành tinh bình thường, đây là một chiến hành tinh chết. Theo phân tích của radar, hành tinh Phồn Vinh vốn có ít nhất là hàng trăm tỷ người sinh sống. Giờ đây chứ còn lại có một mảnh chết chóc. Dấu hiệu tồn tại của nền văn minh vẫn còn rõ ràng, nhưng không thấy dấu hiệu hoạt động của thành viên văn minh. Hiện nay, chiếm giữ đất liền và đại dương là một loại sinh vật biến dạng. Chúng kéo theo thân hình mục nát và không hoàn chỉnh, nhưng vẫn có sức mạnh dồi dào và ham muốn ăn uống mạnh mẽ. Ngay cả khi đút thức ăn vào, thậm chí chảy ra trực tiếp ra khỏi cơ thể dọc theo vết thương ở hôn bụng, cũng không hề do dự. Sự cuồng hôn và kết thúc của nền văn minh Bạch Lạc, người tham gia nền văn minh Bạch Lạc. Nền văn minh từng tràn đầy sức sống, lấy sự đổi mới và tiến thủ làm vinh quang. Lấy sự bảo thủ cố chấp làm nổi thiện, nhưng sau khi nền văn minh Bạch Lạc bước vào nền văn minh cấp 4, họ nhận ra sự thiếu hụt của bản thân, giới hạn tuổi thọ của cá thể qua ngắn ngủi. Vì vậy, họ đã đầu tư nguồn lực để nghiên cứu và phát triển phá vỡ giới hạn của tuổi thọ. Cuối cùng, họ phát hiện ra một loại nấm kỳ lạ sau khi cộng sinh có thể nâng cao tuổi thọ lên 1.500 năm. Từ đó, nền văn minh Bạch Lạc một lần nữa phát triển mạnh mẽ, sắp bước vào cái nền văn minh cấp 5, thì có dị biến xảy ra.
Một vụ nổ siêu tân tinh xảy ra, tinh vật xa xôi, đông sợ tiễn phát ra sau khi đi qua một hành trình dài hơn. Đã quyết qua tinh vật trên nền văn minh bạch lạc tọa lạc. Các dòng sợ tiễn vốn không gây ra rất rung, bất kỳ tổn hại thực tế nào, lại tạo ra các đột biến của khuẩn thở cộng sinh của nền văn minh bạch lạc. Cộng sinh ông hòa bắt đầu biến thành ký sinh vật ăn thịt. Hàng trăm tỷ thành viên văn minh bạch lạc. Trong thời gian ngắn, tất cả đều bị khuẩn thở cộng sinh ở trong cơ thể ăn thịt và ký sinh từ đó. Hàng trăm tỷ xác sống lần lượt sinh sôi, nảy nở, nền văn minh bị hủy diệt, tất cả lãnh thổ đều trở thành lò sưởi chốn lạc viên của khuẩn thở ký sinh ăn thịt. Thật là thú vị, lại là một hành tinh trải qua ngày tận thế của sinh học. Trước đây, tôi đã từng tiếp xúc với một hành tinh bị virus sinh học mà nền văn minh ở trên bờ tuyệt chủng. Nhưng đó là một bờ nền văn minh cấp 1 trẻ tuổi, còn hành tinh dưới chân này là thuộc về một nền văn minh cấp 4 hùng mạnh. Virus sinh học có thể khiến cái nền văn minh cấp 4 chìm nghiễm. Tôi đột nhiên phát hiện ra một ưu điểm của nền văn minh chúng ta. Mỗi lần chiến trường dị không gian đều có thể giao lưu với các loại văn minh khác nhau, bao nhiêu tàu chiến hộ chủng. Có thể nhìn thấy bao nhiêu loại văn minh, đương nhiên cũng có thể nhìn thấy lịch sử hưng vong của nhiều nền văn minh và từ đó rút ra những cái kinh nghiệm quý báu nhất. Ví dụ như nền văn minh nhân loại hội chủng của chúng ta kiểm soát chặt chẽ vào cái việc sử dụng trí tuệ nhân tạo mình Mỹ. Chính là vì đã nhìn thấy quá nhiều ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo. Bản địa hoặc ở trên binh ngồi đối với trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ và thảm họa do nó gây ra. Lúc đầu ở trong hộ sao dương cũng đã sử dụng trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ, nhưng cũng là ứng dụng quy phạm và thuận trọng. Không bao giờ được có trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ tiếp xúc với mạng lưới bên ngồi. Ngay cả như vậy, tôi vẫn ở cái thời điểm đầu tiên đặt chân đến hội sao dương chung, giải quyết được mối nguy hiểm tiềm ẩn này. Tương tự như vậy, chính vì có các bậc tiền bối đã chứng kiến không ít thảm kịch tương tự như nền văn minh bạch lạc, nên nền văn minh nhân loại hội chủng không bao giờ mà tiến hành bất kỳ hình thức nào có khả năng xảy ra biến đổi hình dạng sinh học cá thể của nhóm đó. Cải tạo sinh học, tuổi thọ của con người chỉ có hai loại là bồ đắp tết brom, ôn hòa nhất và tiến hóa thuật đồn thể. Vì vậy, nền văn minh nhân loại hội chủng không bao giờ mà thuần hóa thú sau quy mô lớn trong quá trình khai khẩn lãnh thổ đối với cái nhóm thú sau chủng bản địa luôn luôn chém giết toàn gốc. Vậy nên, đối với cái di tích văn minh trước đây được phát triển, nền văn minh của chúng ta luôn tuân thủ thái độ tham khảo, chứ không phải là sao chép và chấp nhận toàn bộ. Bất cứ thời gian trôi qua bao lâu, nền văn minh nhân loại hội chủng của chúng ta cũng luôn ghi quê hương, bởi vì nơi đó có dấu ấn văn minh ban đầu và gen của bản địa của chúng ta là bảo đảm cuối cùng của nguồn gốc văn minh. Thiếu nữ cá mắm thực sự không làm tôi thất vọng. Ngồi trưa thuộc tử, thiếu nữ cá mắm dù là tư duy nhạy bén hay là kiến thức rộng và sâu đều biểu hiện không tồi. Thời gian này tiến bộ rất nhanh. Đúng rồi. Anh trai, tại sao tàu U bằng đột nhiên trực tiếp tiến vào chiến trường dị không gian? Đó đều là do dị năng của anh trai. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhận được tín hiệu dị không gian, dị năng cấp độ nghịch thiên. Não bộ sinh học bạch lạc màu vàng có thể nâng cao cực đại khả năng tính toán của quan não trên tàu. Đặc điểm in dấu linh hồn phạm vi tác dụng một giây ánh sáng, đối tượng giới hạn là thành viên văn minh cấp 1. Có thể in dấu phạm vi tác dụng ký ức và chấp niệm của linh hồn tiêu tăng, và dưới dạng tài liệu dữ liệu có thể nhận thức được lưu trữ trong trí não để tra cứu. Lưu ý, não bộ sinh học bán thành phẩm đang được nghiên cứu là nút thắt quan trọng để nền văn minh này nhảy vượt lên cây khoa học hở tinh thần. Trong quá trình diệt vong của nền văn minh bạch lạc, nó đã trải qua quá trình thanh tẩy linh hồn của hàng tỷ sinh linh tan biến và xảy ra biến dị. Điều kiện nâng cấp 1, 500 điểm nguồn, 2, 2 đơn vị tinh thể linh hồn. Cải thiện đáng kể khả năng tính toán của bộ não quang học trên tàu. Trong chiến hạm hội chủng, quang não đóng vai trò như một người quản gia, nó chịu trách nhiệm tổng hợp xử lý tất cả thông tin toàn bộ chiến hạm. Nếu không có nó, toàn bộ chiến hạm sẽ dư thái hóa từ thời đại máy tính sang cái thời đại bàn tính. Việc nâng cao sức mạnh tính toán của quang não chính là nâng cao khả năng tổng hợp xử lý thông tin của chiến hạm. Việc tăng cường sức mạnh tính toán của quang não có thể giúp nâng cao giới hạn trên của mức độ sức chiến đấu mà tàu U bằng có thể phát huy. Chỉ riêng thuộc tính cơ bản tốt, rất tốt và mạnh mẽ hơn nữa là được tính in dấu linh hồn. In dấu linh hồn trong phạm vi tác dụng của nó, khi sinh vật chết, não bộ sinh học bạch lạc sẽ thu thập thông tin ký ức của nó và lưu trữ trong não bộ. Đây là thiết bị thu thập thông tin mạnh nhất, hoàn toàn không còn phải lo lắng về cái việc tra tấn khai báo hoặc là thu thập giải mã thông tin. Chỉ cần tiêu diệt đối phương, bọn có thể sao chép ký ức từ linh hồn tan biến đến não bộ sinh học bạch lạc. Mặc dù hiện nay não bộ sinh học bạch lạc chỉ nhắm vào các sinh vật có trình độ văn minh liên sao cấp 1, nhưng sau khi nâng cấp những hạn chế này, các khả năng rất cao sẽ thay đổi. Mặc dù mô đun này có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng chiến hạm hộ chủng không sợ, chỉ cần được hộ chủng ở trên tàu xác định là mô đun trên tàu. Sau khi vào cái khe cấm mô đun bổ sung, khả năng tương thích siêu mạnh của chiến hạm hộ chủng sẽ có thể khiến nó ngon ngỗ mà phục tùng.
hoàn toàn không thích tạo ra sóng gió gì. Tôi thật sự chưa bao giờ mà nghe nói về loại tài nguyên tinh thể linh hồn này. Không biết những cái sắc sống biến dạng này có thể có được coi là loại thành viên văn minh năm mới hay không? Thử xem sẽ biết. Có khả năng cao là không. Hãy đến gần để quan sát trước. Lần trước, gặp phải nền văn minh bản địa bị thay thế bởi tổng sắc sống sinh học. Thông qua pháo kích quỹ đạo để tiêu diệt đám sắc sống sinh học để thu hoạch điểm nguồn. Nhưng lúc đó, sắc sống sinh học là một tộc khai sinh ra trí tuệ. Do đó, khả năng được coi là một nền văn minh mới. Hiện tại, những sắc sống của nền văn minh bạch lạc này thực chất là những sắc sống còn lại sau khi nắm cộng sinh nuốt chửng vật chủ ban đầu. Từ chúng, liệu có thể thu được điểm nguồn hay không, quả thực là một ẩn số. Mặc dù tất cả các thành viên của nền văn minh bạch lạc ở trên hành tinh này đã thiệt mạng, nhưng nó vẫn có lực lượng phòng thủ. Ngay cả khi mất chủ, hệ thống phòng thủ tự động của hành tinh vẫn đã hoạt động. Khi có các vật thể bay qua không xác định như là thiên thạch tiếp cận, nó sẽ tiêu diệt trong tích tắc. May mắn là tàu u bần trước giờ vẫn luôn ẩn mình, hệ thống phòng thủ tự động không thể phát hiện. Do nắm cộng sinh dẫn đến sự hủy diệt của nền văn minh bạch lạc, nắm thuộc họ nắm, mức độ nguy hiểm của nó nhỏ hơn nhiều so với virus sinh học, kích thước lớn hơn, khó xuyên thủng những cái lớp phòng thủ khoa học này dày đặc đó. Do đó, có thể sử dụng phương thức vận hành ngồi cabin. Phát hiện ra rằng tất cả xác sống trên hành tinh này đều vây quanh, không chỉ là tất cả xác sống trên lục địa này, mà còn bao gồm cái lượng lớn xác sống trong đại dương. Có vẻ như sau khi nắm cộng sinh này biến dị, nó không còn thỏa mãn chỉ nuốt chửng các thành viên ban đầu của nền văn minh bạch lạc, mà còn lan rộng ra, tiến hành ký sinh và nuốt chửng chủ động, biến tất cả các sinh vật trên toàn bộ hành tinh thành cái ổ ù của chúng. Hiện tại hệ thống hỏa lực vẫn chưa ổn định được, chúng không thể phá vỡ vòng vây được. Kích hoạt khoa y tế hệ sinh học. Dưới sự thanh lọc của khoa y tế sinh học, chức năng phòng chống dịch bệnh của tàu u vần không bị suy yếu. Loại nấm như là nấm cộng sinh này không khó để loại bỏ, nhưng ý thức tiếp viện không thể giải thích được. Có chút kỳ quặc đó các hạ. Những cái xác sống này không ổn lắm, sự đồ các của chúng vượt so với bình thường. Đây là đặc điểm mà chỉ các chủng tộc sinh học mới có. Đúng vậy, những cái xác sống này chỉ là ổ ủ của nấm cộng sinh. Bản thân chúng rõ ràng là không có bất kỳ ý thức nào, và tiêu diệt chúng không thu được cái điểm nguồn. Rõ ràng chúng không thuộc hệ sinh vật thông minh, nhưng là phát hiện cái sự đoàn kết phi thường. Đây đã, chủng tộc đoàn kết nhất, chủng tộc nào mới là đoàn kết nhất chứ? Những cái chủng tộc đoàn kết nhất với cái bản đồ là vì chúng có một vị vua chung tuyệt đối trọng đặc. Thế tức là đúng, không nghi ngờ rằng những xác sống này không có thể không phải là vi khuẩn ký sinh ở trên cơ thể của chúng. Có thể tạo ra một loại ý thức tập thể ở một mức độ nào đó, giống như loài bò cánh cứng. Có một người lãnh đạo ý thức tập thể mới dẫn đến hành động tập thể của những xác sống này, giống như là nữ hồn kiến và đàn kiến, cũng giống như là nữ hồn ông với đàn ông. Dường như trên hành tinh này không chỉ có những xác sống đơn giản như vậy, sự tàn phá của nền văn minh bạch lạc dường như đã sinh ra điều gì đó đáng kinh ngạc. Anh trời, anh cười thật đáng sợ đó. Không có gì đặc biệt, chỉ là tôi có vị đã phát hiện ra một số điều thú vị tốt màu, đừng có dính líu với những hệ thống tự phòng thủ đó. Pháo phát sóng siêu tân tinh sẽ làm sạch sẽ, có thể có một thứ lớn hơn tồn tại trên hành tinh này. Hiểu rồi. Pháo phát sóng siêu tân tinh bắt... Pháo chính. Bắn. Tuổi thọ của từng sinh vật cộng sinh vốn dĩ rất mong manh, mặc dù mỗi lúc mỗi giây đều có vô số sinh vật cộng sinh chết đi. Sinh vật cộng sinh mới được tạo ra, nhưng trong thời gian ngắn, 1/3 sinh vật còn ở trên bờ mặt hành tinh chết ngay lập tức, vẫn có thể kích hoạt phản ứng căng thẳng, ý thức tập thể, được giữ đối với sinh vật cộng sinh. Phản ứng năng lượng cao được tạo ra, mức độ năng lượng vẫn không ngừng tăng cao. Năng lượng sinh học cấp độ 5, 6, 7, lưu ý, đã xác nhận dao động trường năng lượng sinh học cấp độ 7. Cuối cùng cũng đã đến. Tàu u bằng tốc độ cao. Không phải tổng thể mà là khẩn trọng. Cơ thể sinh học cấp độ 7 này có thể che giấu năng lượng của mình gần như là hoàn hảo, thậm chí tránh được sự phát hiện của mắt vực thẩm. Mà dù trước đây nó rõ ràng là ở trạng thái ngủ đông đặc biệt nào đó, đây không phải là điều mà một con nhân vật bình thường cấp độ 10 có thể làm được. Điều này hoàn toàn hợp lý. Rất nhiều sinh vật cộng sinh đang tập trung lại, chúng đang nhờ cái con lông thú này trốn thoát khỏi hành tinh này. Cùng với việc quét sạch của pháo siêu tân tinh, môi trường của hành tinh này chính là cực kỳ không phù hợp với sự sinh tồn của sinh vật cộng sinh. Do đó, sinh vật cộng sinh còn lại chỉ có thể tập trung vào cơ thể và cấp độ này, hay còn gọi là lông thú trong miệng cao lục cầm, hy vọng được bảo vệ dưới sự bảo vệ của nó trốn thoát khỏi hành tinh này. Các hạ tiếp tục tấn công không? Không cần thiết, đợi thêm một chút. Sinh vật cộng sinh chủ động tập trung vào cơ thể lông thú với tốc độ rất nhanh, và trường năng lượng sinh học màu cam nhạt xung quanh cơ thể lông thú đủ đã phớt lờ sự tấn công của pháo siêu tân tinh. Đó là trường năng lượng siêu sinh học cấp độ 7. Đây chắc chắn không phải là xác sống mà là một sinh vật thực sự. Còn lông thú này từ đâu xuất hiện? Có hai khả năng. Thứ nhất, con lông thú này đã đến hành tinh này sau khi nền văn minh của Bali sụp đổ và hình thành mối quan hệ cộng sinh với các sinh vật trên hành tinh này. Tuy nhiên, tôi giữ thái độ về điều này.
Khả năng xảy ra quá thấp. Với cái mức độ sinh học cấp độ 7 của con long thú này, một sinh vật cộng sinh này hoàn toàn không thể xâm nhập vào cơ thể nó, trừ khi trạng thái của con quái vật rồng khi gặp phải sinh vật cộng sinh đã tới đến mức cực điểm. Khả năng thứ hai, con long thú này có khả năng đặc biệt để kiểm soát các sinh vật cộng sinh trên hành tinh này, sau đó chủ động tạo mối quan hệ cộng sinh với chúng và thành công biến ý thức của chúng chính nó thành ý thức tập thể của chúng. Khả năng này cao hơn nhiều so với khả năng đầu tiên, vì long thú bẩm sinh đã có khả năng đàn áp và kiểm soát các nhóm sinh vật cấp độ thấp. Ngồi dưới điểm đặc điểm sinh học của con long thú này rất là nổi bật và ổn định, không giống như vật chủ hoặc là ổ ấp bị sinh vật cộng sinh kiểm soát. Long thú cấp độ 7 vốn đã có khả năng sinh tồn trong vũ trụ cộng thêm sự hỗ trợ của trường năng lượng sinh học, chuyển động tốc độ cao cũng không gây ra vấn đề gì cho nó. Con long thú này rất nhanh, nên vẫn bên long tộc thành viên cấp độ 7 của Hebit. Hãy nhớ cái tin mang lại cho các ngươi sự hủy diệt và tuyệt vọng này. Còn dám la hét, ấn thử một pháo của ta trước đã. Thật sự đã chẳng được pháo tử quan thiên yết. Pháo tử quan thiên yết được tăng cường đến level 10 dưới sự gia tăng của tàu U bằng. Cường độ tấn công đã vượt quá 4.300 điểm. Nhưng ngay cả như vậy, một đòn cũng không thể phá vỡ cái lớp phòng thủ trường năng lượng sinh học của con long thú này. Con long thú này so với con quái vật ở sau bá chủ cấp độ 7 mà xương ở trên tầng 2 của tàu U bằng đã từng giết chết. Giới điển ly khổng lồ còn khó đối phó hơn. Tuy nhiên, khi đối đầu với giới điển ly khổng lồ, tàu U bằng vẫn không thể làm gì với thân thể bất tử của nó. Vẫn phải dựa vào sự sách chiến tranh để kéo nó ra khỏi cục bộ điển ly, loại bỏ thân thể bất tử của nó, sau đó mới có thể tiêu diệt được. Sinh vật đang đến cấp độ 7, đâu phải dựa đối phó đâu. Không thể né tránh được, hãy chú ý chống lại va chạm. Nổi bật của lá chắn năng lượng giảm 150 điểm, cường độ tấn công lần này là 2000. Theo phản ứng của não quang tàu không có mối đe dọa. Tất cả các hiệu ứng của đòn vuốt lần này, bao gồm sát thương, lực quán tính v.v. đều bị lá chắn lực trường hất động trùng du giả hấp thụ hoàn toàn. Sức mạnh nhất của tàu U-Vật không phải là phó tử quan thiên yết level 10, chất lượng màu cam. Mức độ hao mòn độ bền 150 điểm nhỏ nhoi. Đối với hấp động trùng du giả, được nâng lên cấp level 5. Mức hao mòn của nó được phục hồi hoàn toàn trước khi dây tiếp theo đến. Độ bền của lá chắn năng lượng giảm 1.500 điểm, cường độ tấn công lần này là 20.000, thì phản đối của não quang tù, mức độ đi dỗ thấp. Lá chắn lực trường, hết động tuần vô giả vẫn như cũ, nhưng dưới sự giá trị của trường năng lượng sinh học, sát thương do của đòn vuốt thám thính này gây ra đã gấp 10 lần trước đây. Ngay cả phản đối mới đi dỗ do não quang tù đưa ra cũng được nâng cao, cũng được nâng từ không lên thấp. Tất nhiên, đòn tấn công này đối với con quái vật rồng này, chẳng chớ không dễ dàng. Một cú đánh hết sức mạnh cũng tiêu hao không ít năng lượng cho trường năng lượng sinh học. Không thể nào. Cường độ trường năng lượng sinh học xung quanh nó đã hồi phục vừa mức đỉnh và còn đang tăng lên. Trừ khi sinh vật nạp năng lượng bên ngoài giới cho bằng cách ăn uống hoặc là các cách khác. Nếu không, cường độ trường năng lượng sinh học sẽ liên tục giảm trong quá trình chiến đấu, giống như con ấu trùng mẹ của tộc côn trùng đã gặp phải lần trước. Quá trình để trứng đã tiêu hao một lượng lớn năng lượng của nó, dẫn đến cường độ trường năng lượng sinh học giảm mạnh. Cuối cùng, Mỹ tàu bằng một pháo tử quang thiên yết xuyên thủng trường năng lượng sinh học gây ra trọng thương. Những cái con quái vật có rồng này hoàn toàn vi phạm quy luật sinh lý cơ bản này. Là sinh vật cộng sinh, chúng có thể chủ động hấp thụ mọi loại tia nào đó từ cái khu vực xung quanh để cung cấp cho con long thú. Hầu hết các sinh vật hư không đều có khả năng tương tự. Nếu không, cũng không thể tồn tại trong chân không vũ trụ được. Nhưng tốc độ hấp thụ của chúng cũng không thấp bằng con quái vật sinh học này. Chỉ có số lượng khổng lồ của sinh vật cộng sinh, còn với sự điều phối của ý thức tập thể mới có thể làm được điều này. Con long thú này muốn kéo chết chúng ta. Vậy nó đã tính sai rồi. Lá chắn năng lượng đối với tàu chiến là một kẻ tiêu hao năng lượng lớn chỉ được kích hoạt khi cần thiết. Việc duy trì là chắn có khả năng hồi phục cao của cậu tiêu hao một lượng năng lượng khổng lồ. Hoạt động tuần du giả trên tàu U bằng mỗi giây còn 3 đơn vị năng lượng, một ngày hơn 20 vạn. Nhưng tàu U bằng sở hữu đặc tính hắc ám của lô phản ứng năng lượng và vật chất tối tự ảnh. Có thể lấy vật chất ở trong vũ trụ chuyển đổi thành năng lượng khiến cho mức tiêu hao năng lượng của tất cả các mô đun trên tàu giảm 50%, bị kéo chết chỉ có nó. Chiến tranh tiêu hao hoàn toàn vô hiệu đối với tàu U vần. Mặc dù cái long thú này có khả năng phục hồi trường năng lượng sinh học tốc độ cao của sinh vật cộng sinh, nhưng chúng ta ít nhất có thể kiên trì vài chục ngày, và đến khi 24 giờ trôi qua, thời gian duy trì bình thường của chiến trường dị không gian đến, chúng ta có thể có bất cứ lúc nào quay trở lại vũ trụ này, hoàn toàn đứng ở trên vị trí bất bại. Chỉ là cũng không có cách nào tiêu diệt cái con long thú này một lần và mãi mãi. Nó không phải là những cái con quái vật không có trí thông minh ở trong sông ngân hà, mà là một sinh vật văn minh có trí thông minh cao cấp. Cấp độ sinh vật vượt xa cái con ấu trùng mẹ của tộc côn trùng từng gặp phải. Ý thức chiến đấu không phải cùng một đẳng cấp
Còn cái con quái vật sao bá chủ cấp 7 ở điện ly khổng lồ dơi trước mặt con long thú này cũng chỉ là một bao cát to mà thôi. Các hạ, có còn sử dụng xiển xích chiến tranh không? Sử dụng xiển xích chiến tranh thật sự là một cách hay để phá vỡ thế bế tắc. Dưới tác động của vị trí trói buộc, cả hai bên sẽ ở trạng thái tương đối lịch tĩnh. Với cái trình độ bắn của thí tôn hầu, đủ sức để bắn trúng cùng một vị trí nhiều lần trong thời gian ngắn, trọng thương con quái vật. Nhưng điều đó có nghĩa là hai bên sẽ bước vào cái quá trình giáp lá cờ. So với tốc độ bắn 15 giây một lần của pháo thủ quan thiên huyết, cái con long thú này có buông móng vuốt vào một cái miệng to trong trạng thái không lao nhanh. Nó có thể phát huy tối đa tốc độ tấn công cao nhất. Tác động tuần du giả liệu có thể chịu được hay không vẫn là một câu hỏi. Bạch y, thử tốc độ của nó đi. Hiểu rồi. Tốc độ cái con quái vật này thật sự đáng ghét. Tàu u bạn được trang bị cái lò phản ứng năng lượng vật chất tối tự ảnh, chất lượng màu cam, ngay cả khi động cơ hoạt động hết công suất, nó vẫn có thể đuổi kịp. Kích hoạt chương thiên phong chi trường. Thiên phong chi trường, mô đun phụ chất lượng màu tím. Thứ được từ chiến trường dị không gian của cổng hòa Lan Phượng dưới sự gia trì của cấp độ đêm và năm. Đặc tính thiên mệnh cuồng phong có thể khiến nhiều tàu chiến tiến vào trạng thái xung phong và tốc độ di chuyển tăng 20%. Thiên phong chi chương có hiệu quả trong 2 giờ tiếp theo, còn đợi thời gian đệm trôi qua là 50 phút thì mới có thể kích hoạt là hiệu ứng này. Điều này rất nghịch thiên rồi. Thời lớn dài, thời gian đệm ngắn và mức tiêu thu năng lượng không lớn, có thể cân nhắc ưu tiên cường hóa. Thời lớn dài, thời gian đệm ngắn và mức tiêu thụ năng lượng không lớn, có thể cân nhắc ưu tiên cường hóa. Các hạ, chúng ta có thể sử dụng xiềng xích chiến tranh để gây đủ tổn thương cho cái con long thú hay biết đó. Nếu lượng tấn công của nó vượt quá tốc độ tự phục hồi của hắc động tuần giật tuần du giả, chúng ta có thể tháo bỏ xiềng xích chiến tranh, kích hoạt thiên phong chi chương theo tốc độ của Hybrid. Trong thời gian thiên phong chi chương được kích hoạt, chúng ta hoàn toàn có thể khôi phục 100% lá chắn của năng lượng của U Bận, không được mạo hiểm. Trong cuộc thử nghiệm vừa rồi, mặc dù cái con long thú không thể đuổi kịp U Bận sau khi kích hoạt hiệu ứng thiên phong chi chương, nhưng chúng ta không thể chắc chắn rằng đây là tốc độ nhanh nhất của nó. Tiếp tục chờ đợi. Kích hoạt xiềng xích chiến tranh, mục tiêu long thú Hybrid, hãy cố gắng gây ra vết thương nghiêm trọng nhất cho Hybrid trong thời gian ngắn nhất có thể. Bạch Y, sẵn sàng đợi lệnh. Nếu độ tấn công của Hybrid vượt quá giới hạn trên mà hắc động tuần du giả có thể chịu được, tôi sẽ lập tức dỡ bỏ xiềng xích chiến tranh. Tuân lệnh. Mất năng lượng của tàu U Bận không thua kém gì con long thú này. Nó không thể thoát khỏi xiềng xích chiến tranh trong thời gian ngắn, chỉ còn tranh thủ giải quyết nó trong thời gian này. Độ bền của lá chắn năng lượng giảm 6.000 điểm. Quang não trên tàu đã đưa ra cảnh báo mới đi dội đã được nâng lên tới mức trung cấp, vui lòng thực hiện các biện pháp cần thiết. Không cần quan tâm, tiếp tục tấn công. Với các hoạt động tuần du giả, mức độ này vẫn nằm ở trong phạm vi mà U Bận có thể chịu được. Cho dù dùng miệng thì cũng không hờ hống gì, U Bận có thể dễ dàng khôi phục 2.000 điểm độ bền. Bị hạn chế bởi xiển xích chiến tranh, nó không thể sử dụng phong cách chiến đấu nhanh nhẹn và tốc độ cao như trước nữa, và cường độ phát ra đòn tấn công hiện tại của nó kém so tốc độ phục hồi của hắc động tuần du giả. Cái đám sâu bỏ chế tiệt, thì bên sẽ vớt các ngươi phải trả giá. Sự đe dọa tinh thần của nền văn minh long tộc đáng tiếc, ngươi phải gặp bọn ta. Đây là đòn tấn công tinh thần, nó có tác dụng mạnh mẽ lên những cái sinh vật yếu đuối và thường có thể trực tiếp hủy diệt tâm trí của chúng. Tuy nhiên, hắc động tuần du giả có khả năng kháng toàn bộ thuộc tính ngay cả khi phải đối mặt với các đòn tấn công bí ẩn như là chống nhiếp quang hồn. Cũng đã có khả năng miễn nhiễm lên tới 85% cộng thêm đặc tính bí ẩn bất tử giảm 100% sát thương. Lực công kích chỉ đạt có 50% của ngươi, làm sao có thể ảnh hưởng đến chúng ta chứ? Điểm nguồn cộng 9.000. Cuối cùng cũng kết thúc. Nếu nó kéo dài thêm nữa thì tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Trong trận chiến khốc liệt vừa rồi, ngay cả bản thân thiết ý tử quang phó cũng bị hư hại khi sử dụng ép xung này. Chúng tôi có thể tập trung điểm nguồn để sửa chữa khẩn cấp ở trong khi thi tôn hậu tiếp tục tập trung điều khiển pháo tử thần bỏ cặp. Và trong toàn bộ quá trình này, nếu không có sự hỗ trợ của thuốc thế lực và thuốc tinh lực của Cao Long Cầm thì cái thở anh ta đã gục ngã từ lâu. Dịch thở sinh học tinh hoa cấp 7 vàng, một sản phẩm được hình thành bằng cách cô độc tinh chất của sinh vật bậc cao tinh chất 1, kéo dài tuổi thọ. Nó có thể kéo dài tuổi thọ của một thành viên phi hành đoàn thêm 35 năm. Lưu ý, nếu sử dụng cùng loại vật phẩm hiệu ứng sẽ không được cộng dồn và sẽ được tính dựa ở trên giá trị cao nhất. 2. Tăng cường thể chất, cải thiện tố chất thân thể đến mức cao nhất của cơ thể con người. Lưu ý, tính chất này sẽ không làm thay đổi cấu trúc di truyền của cơ thể người. Module dùng một lần không thể nâng cấp. Cấp 7. Phẩm chất vàng, dịch thở sinh học tinh hoa. Trước đây, tôi đã thông qua các mối quan hệ của Lâm Tiểu Khư báo một tinh chất sinh học phẩm chất vàng cấp 5 và nhận được 200 tinh thể Titan, 6 tinh thể năng lượng cao cấp và 3 tinh thể sự sống. Mà dịch thở sinh học này có phẩm chất vàng cấp 7,
Ngoài tác dụng kéo dài tuổi thọ, nó còn có thể nâng cao thế lực của người sử dụng đến mức giới hạn của cơ thể con người. Không chỉ vậy, thông tin quan trọng hơn ở đây là ghi chú, tính chất này sẽ không làm thay đổi cấu trúc di truyền của cơ thể con người. Ghi chú này có gì đặc biệt? Điều quan trọng nhất đối với một nền văn minh là an toàn di truyền. Chúng ta chắc chắn có thể đạt được những cái lợi ích ngắn hạn bằng cách thay đổi gen ban đầu của mình. Nhưng nó kéo dài thời gian lên hàng nghìn, hàng chục nghìn năm thì kết cục của nền văn minh mạch lạc chính là bài học đắt giá. Sự phát triển của thể thuật là nhắm vào gen của con người. Bất kỳ sự thay đổi di truyền nào cơ thể con người do các yếu tố khác ngồi thể thuật sẽ cản trở việc tu luyện thể thuật. Thay đổi càng lớn thì trở ngại càng lớn. Nhưng dịch thể sinh học này đã nêu rõ rằng nó sẽ không làm thay đổi cấu trúc di truyền. Hiện tại chúng ta không có nhu cầu sử dụng tinh hoa sinh học cấp 7 này, nhưng nó là một cái lá bài tốt để lấy tài nguyên cho sự tiến hóa liên tục của U Băng. Giải phóng đội quân máy móc được trang bị vũ khí và thu thập xác long thú. Đây đều là những tài liệu nghiên cứu có giá trị. Điểm nguồn cộng 948. Đáng tiếc, không có thu hoạch mô đun đặc thù nào, nhưng bù lại, các bộ não sinh học bạch lạc phẩm chất vàng vốn đã đáng giá, lại còn thêm tinh chất sinh học cấp 7 phẩm chất vàng nữa. Các hạ, thời gian của chiến trường không gian khác này dường như đã vượt quá giới hạn 24 giờ. Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất về dị năng của tôi. Thời lượng của từng chiến trường không gian khác nhau đã có thể kéo dài 24 giờ ban đầu lên tối đa là 48 giờ. Đồng thời trong 24 giờ thêm nữa có thể chuyển quay trở lại vũ trụ ban đầu bất cứ lúc nào. Chúng ta có thể phát triển nhiều chiến thuật mới ở trên cơ sở này trong tương lai. Trực tiếp kéo dài thời gian lên gấp đôi, quá tốt rồi. Không tội, 48 giờ, giá như có một động cơ siêu quang tốc. Quan trọng nhất là cái tới quay trở lại vũ trụ ban đầu bất cứ lúc nào trong vòng 24 giờ, để chẳng phải là một con áp chung bài cứu mạng sao? Các hạ, phẩm chất dị năng của ngài tuyệt đối không phải chỉ màu vàng. Tôi mới nghiên cứu dị năng này cách đây không lâu, phải trải qua nhiều thí nghiệm nghiêm ngặt mới có thể xác nhận, bây giờ vẫn nên trở về thôi. Tất nhiên, sự tồn tại của hệ thống phụ trợ không thích được tiết lộ, nhưng nếu có ai có nghi ngờ cũng không sao. Hiệp ước liên minh người cải cách không phải chỉ ký cho vui. Anh, tiếp theo chúng ta đi đâu? Nhận lời mời của đường công chúa điện hạ, chúng ta đã sẽ đến thăm hoa viên tinh của cô ấy, bất ý điều chỉnh lộ trình. Trong đã có liên hệ trước với bọn họ thống nhất thời gian cụ thể đi. Tôi sẽ liên lạc với nữ quan cận vợ hùng gia của công chúa điện hạ. Thiên hạ năm tới là một trong những thiên hạ được phát triển sớm nhất của vương quốc của Bohemia. Tài nguyên trong thiên hạ đã cạn kiệt từ lâu, nhưng một số hành tinh trong thiên hạ này có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, nên trong quá trình phát triển sau này nó được coi là thiên hạ du lịch. Và vì nó là thiên hạ gần thiên hạ thủ đô nhất, nên thiên hạ này luôn thuộc về hồn gia và lãnh thổ trực thuộc sự quản lý của hồn gia. Sau chiến tranh, Lâm Thiên Khơ trở nên nổi tiếng ở trong thiên hạ Tây Đà. Được ghi nhận sự đóng góp của cô, ngôi sao xinh đẹp Nghi Lan đã trở thành một phần đất phong của cô. Tôi và Lâm Thiên Khơ bây giờ cơ bản đã xác nhận mối quan hệ, nhưng nó vẫn thuộc phạm trù tình yêu ngầm. Hôm nay, Lâm Thiên Khơ đột nhiên tổ chức tiếp đón cấp cao, cô ấy đang muốn làm gì? Mặc dù tôi đã không đến thăm cô ấy trong suốt 3 tháng ở đại học khảo sát bầu trời hồn gia, nhưng không phải tôi luôn liên lạc thường xuyên với cô ấy sao? Roma, phó quan tự mình đến đón tiếp, tôi thật vinh dự. Vương Động các hạ cùng mọi người với tôi đều là người đã từng cùng nhau chiến đấu, không còn phải khách sáo như vậy. Ngôi sao Ghi Lan là lãnh địa tư nhân của công chúa điện hạ. Ở đây mọi người không còn bận tâm chuyện gì cả, cứ thỏa sức mà vui chơi đi. Mỗi hành tinh trong thiên hạ Nam Tế đều có khung cảnh thiên nhiên độc đáo riêng của mình. Điểm đặc sắc của ngôi sao Nghi Lan trước hết là biển hoa được trồng nhân tạo chiếm toàn bộ vùng đất liền. Ngoài ra còn có xoáy nước biển sâu có đường kính hơn hàng vạn km, xoáy nước đi thẳng xuống đáy biển. Điều hiếm hơn nữa là có hàng vạn loài sinh vật sinh sống ở bên trong xoáy nước, hình thành môi trường sinh thái khép kín của riêng mình. Cảnh quan độc đáo là duy nhất ở trên toàn vương quốc của Bohemia. Sao vậy? Hôm nay phô trương như vậy là chuẩn bị công khai mối quan hệ của chúng ta sao? Không còn cách nào. Người nào đó không những nổi bật ở trong học viện mà còn sống cùng cái cô bạn cùng phòng xinh đẹp với danh hiệu hắc thạch cổ có thể thu hút con gái của một hầu tước đến từ công quốc của Sidon. Có người đẹp ở bên, 3 tháng anh cũng không đến thăm em một lần. Em không chủ động nhớ bị người khác cướp đi thì sao? 3 tháng qua, anh gần như là biến thành một cỗ máy học tập, nhét chữ vào đầu, làm gì có thời gian để ý. Đối mỹ nhân nào chứ, hơn nữa có ai có thể so được với đấu hoa cao lãnh của hồn thất chứ. Tháng trước, có quốc sĩ sẽ ra những biến động lớn, đại hoàng tử đến nắm quyền, lão đại công tử bị xử lý. Nhĩ hoàng tử và những người thừa kế khác đều bị xử trảm, cho nên... Không phải chứ. Mình đã chuẩn bị hết rồi,
sắp xếp một chương vừa có tranh đoạt tình nhân, kết hợp cả sự giải trí và sự kịch tính, bút và giấy đều chuẩn bị xong rồi. Nhị hồn tử đã trực tiếp hạ màn rồi, đùa mình phải không? Chẳng trách Lâm Tiểu Khê lại không ngần ngại thể hiện sự ưu ái của cô ấy với mình một cách công khai. Thì ra cô ấy hiện đó là người tự do, nhưng đây cũng là sự tự do ngắm hạn. Là công chúa của hồn gia sẽ luôn có những ứng cử viên tương tự được đề cử cho cô ấy. Không sao đâu, còn có anh mà, chỉ cần tận dụng thời gian này công khai mối quan hệ của chúng ta là được rồi. Anh chắc chắn đã sẵn sàng rồi chứ? Dù cho cái việc công khai mối quan hệ này sẽ đem lại cho anh rất nhiều phiền phức, dù cho anh sẽ là phải đối mặt với đủ loại ánh mắt khác thường. Anh chẳng ghét cái phiền phức, nhưng không có nghĩa là anh sợ phiền phức. Ý kiến của người khác đối với anh từ trước đến giờ đều không đáng quan tâm. Vậy thì chúc mừng anh Vương Động Cơ hả? Anh sẽ trở thành kỵ sĩ của trường công chúa vương quốc của Bohemia. Không, chúc mừng em Lâm Tiểu Khê tiểu thư, em sẽ trở thành một quỷ tiểu thọ có hậu thuẫn vững chắc nhất. Từ nay không phải lúc nào cũng sợ bị người khác làm hại nữa. Đây chính là cái bộ mật thật của anh tiểu thọ. Cho dù em có gào thét gãy cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu đâu. Anh đã cùng trưởng công chúa các hạ xác định rằng mối quan hệ rồi sao? Sao vậy? Anh không có tư cách cưới công chúa về nhà sao? Anh giỏi thật đấy. Ngay cả nữ vu thần điện hạ đều có thể cưới về nhà. Trong lâu đài phổ thông, ban đêm bị mẫu thân đuổi ra ngồi, còn không có giường ngủ, chỉ có thể ngủ ở thư phòng. Em, Hoàng Bắc và cử quân ban đầu còn hơi tức giận, bây giờ đều đang thầm cười nhạo phụ thân. Cử quân còn nói sau này sẽ chỉ cưới một người vợ. Vẫn là anh có bản lĩnh trực tiếp kết thân với trưởng công chúa điện hạ, không hổ là thần tượng của em và Hoàng Bắc mà. Các hạ, ngài có thể tự tin bỏ đi ba chữ có khả năng. Việc này chắc chắn sẽ dẫn đến rất nhiều tranh luận. Trưởng công chúa điện hạ có địa vị đặc biệt và năng lực xuất chúng, có danh vọng rất cao, còn nắm quyền điều khiển con tàu nữ thần bình minh của vương quốc. Nhưng cái điểm mấu chốt ở đây là quốc vương bệ hạ bây giờ không có trưởng tử thừa kế. Tất cả những điều trên, thậm chí có bất kỳ điều gì trong số đó, cũng đủ để mang đến cho ngài vô số đối thủ trước đây. Chính là vì sự đồng thuận của hồn gia mà nhị hồn tử của công quốc Sido đã trở thành phó ngẫu nhiên ở trên danh nghĩa của trưởng công chúa. Điều này mới khiến cho những ông bướm lả lơi tạm thời không có hành động công khai nào. Những điều này lý nào mình không biết sao? Phần tinh chất sinh học lần trước giao cho đội công quốc của Sido được kéo dài tuổi thọ, vốn có thể kéo dài thời gian một vài năm. Ai ngờ vị hồn tử lại trực tiếp lựa chọn lên ngôi vũ trang, làm tiểu cửa mất đi trói buộc, nhảy mất trở thành trung tâm của vùng xoáy liên hôn. Hồi hôm nay chúng tôi cũng đã thảo luận về cái vấn đề này, mặc dù muốn công bố mối quan hệ của chúng tôi nhưng không thể chỉ đưa ra một bản thông báo chính thức là được. Bước đầu tiên là thể hiện chính xác những dấu hiệu cho thấy công chúa điện hạ xem trong hắc thạch hộ, ví dụ có thể gửi thêm một vài lời riêng tư như thế để tin kích đồn rồi dần dần phát tán. Dù sao thì Vương Động cũng đã đạt được danh hiệu tự tước, lãnh địa hắc thạch hiện nay cũng đã được lãnh địa quý tộc hùng mạnh nhất của phương Bắc. Mặc dù phần thưởng mà chiến hạm thôn Bạch Linh Lan mang lại còn lâu mới đạt đến đẳng cấp của đại công tử phương Bắc, tuy chưa đủ điều kiện để quang minh chính đại cưới trưởng công chúa được, nhưng hoàn toàn đủ tư cách trở thành đối tượng của công chúa. Chúng tôi sẽ đặt nền móng trước để sau này khi mối quan hệ giữa hai người được tiết lộ sẽ không quá đột ngột, hơn nữa sẽ tạo cảm giác chuyện vốn sẽ như vậy, nếu những rắc rối ập đến sẽ không bùng phát cùng một lúc. Việc còn lại chỉ là chờ mình dần dần tích lũy sức mạnh và nhanh chóng phát triển đến trình độ không ai dám khinh thường được. Lãnh địa tử tức hết thạch hiện đang ở trong trạng thái phát triển nhanh chóng. Thiên hạ Dương Trung được điều khiển bởi vị tướng kỳ cựu Trần Đức Thống và thủ lĩnh của ngôi sao khai thác Quảng Định Vừa Xuân. Thiên hạ Phượng Hồn được cai trị bởi Philip, bộ não quan học hình người như cũng như là đổi hình thiết giáp hạm, cùng với một số thiết giáp hạm do chính tử tức điều khiển. Được sự hỗ trợ từ nguồn thuế của Thiên hạ Phượng Hồn, toàn bộ lãnh địa tử tước hất thạch đang phát triển thịnh vượng, thậm chí tiến độ chiếm được lãnh địa tử tước cao địa cũng được đẩy nhanh rất nhiều. Thời gian trôi qua, nền tảng của lãnh địa tử tước hất thạch sẽ ngày càng vững chắc, sau một thời gian sẽ trở thành một thế lực khổng lồ không thể bỏ qua trên toàn phía Bắc. Đúng lúc mình nhân cơ hội dẫn dạy thực chiến này đấu với hiệp hậu, thu thập 15 tinh thổ hất ám đố và đỡ cái danh tiếng của bần bắt đầu tỏa sáng từ đây. Vào ngày 20 tháng 2, giai đoạn thứ hai của chuyên ngành chỉ huy bắt đầu. Học viện sẽ sắp xếp một số lượng sinh viên khác từ các chuyên ngành khác lên chiến hạm của các học viên chuyên ngành chỉ huy và tham gia chiến đấu thực tế. Học viện khảo sát bầu trời hồn gia là nơi có nhân tài lớp lớp. Các thực tập sinh này đều là những người ưu tú trong chuyên ngành tương ứng của họ. Chiến hạm không thể chỉ do tuyển trưởng chỉ huy và điều khiển ở cái cấp độ chiến hạm. Nếu không có đội ngũ đủ năng lực thì sẽ không thể phát huy được sức mạnh của chiến hạm. Lần này hơn 30 thực tập sinh xuất sắc được cử lên tàu U Bằng sẽ được chia thành 3 ca và thực tập ở trên tàu theo chuyên ngành tương ứng. Trong khoảng thời gian tiếp theo, sở phận của tất cả chúng ta sẽ gắn kết chặt chẽ thông qua chiến hạm giữa chúng ta. Tôi hy vọng các bạn phải có thể trở thành một tập thể thực sự, một tập thể có tổ chức, có năng lực, có kỷ luật, có kỹ năng chiến đấu.
Bằng cách này, chúng ta có thể thể hiện trình độ thực sự của mình ở trong lần giảng dạy thực tế này, học hỏi những điều hữu ích nhất và đạt được kết quả tốt nhất. Tôi xin long trọng hứa rằng, tôi, Vương Động, sẽ thực hiện nghĩa vụ của một đội trưởng và đảm nhận trách nhiệm của một đội trưởng. Đồng thời, tôi cũng mong mọi người tuân thủ nội quy, quy định trên tàu, thực hiện trách nhiệm công việc của mình và đóng góp sức lực của mình cho tập thể. Phó Hoàng, quay lại vị trí trong vòng nửa giờ. Tôi muốn xem kế hoạch tiếp tế và chuẩn bị của cậu xạ thủ. Làm quen với súng chính lập phụ trên tàu. Cho cậu một giờ. Tôi muốn nhận được bản đánh giá hỏa lực hoàn chỉnh và dữ liệu lập kế hoạch của hoàn chỉnh. Đội điều hành kiểm soát hư hỏng và đội kỹ thuật tua bin ngay lập tức tìm hiểu tình trạng cụ thể của con tàu này, cung cấp cho tôi thông tin chi tiết đến từng con ốc. Trong suốt hành trình hơn 2 tháng, không thể có bất kỳ sai sót nào. Sĩ quan radar, cậu và người lái tàu có trách nhiệm kiểm tra bản đồ sau do học viện cung cấp để xem thông tin đã đầy đủ chưa và còn bổ sung gì không. Cậu là con mắt của cả con tàu và vị trí của cậu rất quan trọng. Trong suốt chặng đường con lái này hãy nhớ cho tôi, bản đồ sau có thể phức tạp rườm rà nhưng tuyệt đối không thể có điểm mù. Nhân viên y tế ngồi việc kiểm tra thiết bị chuyên môn và thuốc mê trong cabin y tế thì cũng chịu trách nhiệm kiểm kê các vật dụng sinh hoạt của tàu và các vật dụng giải trí cần thiết có liên quan. Nếu có bất kỳ thiếu sót nào vui lòng báo cáo ngay. Một thuyền trưởng có trình độ phải có những yêu cầu nghiêm ngặt về mặt quản lý và sếp nhân sự tổng thể. Bà giảng thật tới chuyên ngành chứ hi. Đầu tiên có mục đích chính là xác định và phát hiện ra những cái điểm yếu của học viện. Sau đó, trong kế hoạch giảng dạy tiếp theo sẽ thực hiện những cái tăng cường và cải tiến các mục tiêu. Trong số 3 giáo viên hướng dẫn trên tàu, có một người sẽ theo dõi tối 24/7, ghi là một quyết định và chỉ dẫn của tôi thông qua thiết bị giám sát các giảng viên. Hội đồng xét duyệt gồm nhiều chuyên ngành khác nhau trong trường, họ có tổ chức quý ghi chép và chấm điểm hoạt động giảng dạy thực tế này theo thời gian thực. Những học viên này không thể xem dữ liệu của các mô đun trên tàu bằng được. Tôi cũng đã sử dụng quyền của thuyền trưởng để áp đặt một số hạn chế truy cập các mô đun giữa trên tàu như là thâm in chi nhãn. Những học viên này chỉ có thể sử dụng tối đa là 10% tính năng của tàu. Mặc dù hạn chế phần lớn tính năng, nhưng u bận vẫn khó làm bền, nên không còn lo lắng về cái việc nó sẽ bị những học viên này phá hỏng được. Tôi chỉ còn hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là đội trưởng. Những gì hội đồng xét duyệt đưa ra chỉ là mệnh lệnh đơn giản nhất để thay đổi vị trí đội ngũ, còn lại chỉ là hình thức thôi. Mọi người yên tâm, đây là phần đơn giản nhất, chứ còn tuân theo kế hoạch do hội đồng xét duyệt đưa ra, cả ngày hôm nay sẽ chỉ là việc thay đổi vị trí trong đội hình cố định. Đây là môn cơ bản nhất mà mọi người đã mô phỏng thực hiện vô số lần rồi. Việc này giao cho thiền phó và hai người chỉ huy. Những người còn lại sẽ thay phiên nhau túc trực theo trình tự quy định, chủ yếu là để làm quen với thao tác. Nhanh như vậy đã áp dụng chế độ trực ban rồi. Bạn học Vương Động quả là quyết đoán, nhưng mà làm như vậy có phải hơi sớm không? Ngày đầu tiên cho bọn họ cảm nhận một chút bầu không khí căng thẳng trên chiến trường mới khiến họ chú tâm làm việc chứ. Tôi nghĩ Vương Động chỉ sợ tân binh trên tàu của mình quá là căng thẳng. Nếu là cựu binh thì đương nhiên phải căng thẳng mới chú tâm làm việc được. Nhưng những học viên đã rất lo lắng rồi. Điều cần làm lúc này là hạ mức độ căng thẳng xuống thay vì tiếp tục thắt chặt nó. Vậy sao? Tôi hiểu rồi. Sau nửa ngày hãy đợi họ bắt đầu cái làm việc. Chút nữa tôi sẽ nói với bọn họ là nửa ngày đầu tiên chỉ là một bài kiểm tra căng thẳng thôi. Không những học viện đó, mà bản thân của các cậu cũng nên chú ý sắp xếp thêm các môn huấn luyện khác trong mắt hội đồng xét duyệt. Đây đều là điểm cộng đó. Vào ngày 15 tháng 3, sau khi du hành qua một số thiên hà trong vương quốc Bohunia và vượt qua một cú nhảy cổng sau, cuối cùng chúng tôi đã đến đích một khoảng không vũ trụ cách biên giới vương quốc Bohunia không xa. Mà phía sau chúng tôi, phía sau hạm đội là hạm đội tổng gồm một thiết giáp hạm và 20 tàu tuần dương. Đội hình thiết giáp hạm này là giáo quan hạm của học viện khảo sát bầu trời hồn gia và được chuẩn bị đặc biệt cho buổi giảng dạy thực tế này. Các học viên thân mến, tôi là chỉ huy trực tiếp của khóa học thực chiến này. Hồn chấn thu, giai đoạn đầu tiên của khóa học thực chiến này đã hoàn thành và tôi rất là vui mừng khi thấy hầu hết các học viên đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ theo chỉ thị. Tiếp theo, đó là phần quan trọng nhất của khóa học thực chiến này, chiến đấu trong không gian khác. Lần này, đối thủ của chúng ta là một nền văn minh dị không gian cấp 4. Nhiệm vụ thực chiến sẽ được điều chỉnh dựa trên tình hình thực tế của chiến trường dị không gian này. Sau khi vào trong, thông tin sẽ gửi nhanh nhất có thể đến bộ não trên tàu. Từ đó các học viên sẽ được có một giờ để chuẩn bị trước trận đấu. Sau khi hết giờ, chúng tôi sẽ kích hoạt thiết bị liên kết truyền tải để vào chiến trường không gian bất thường. Có câu nói rất đúng, là lừa hay ngựa. Kéo ra, đưa đi dạo sẽ biết, sắp đến lúc chứng minh bản thân mình rồi. Mọi người, có gì muốn chia sẻ không? Đây là lần đầu tiên của hầu hết các bạn ở trong chiến trường không gian khác. Căng thẳng là điều không tránh khỏi, nhưng lần này chúng ta hành động tập thể, tập trung hơn 200 chiếc tàu chiến hỏa chủng. Trong đó, không thiếu những chiếc tàu tuần dương, nguy hiểm là chắc chắn. Dù gì cũng là nền văn minh cấp 4, những tàu chiến của chúng cũng không phải là đồ dơi. Chỉ cần bình tĩnh, không vội vàng.
Tôi tin rằng chiến thắng sẽ cùng thuộc vào chúng ta. Tóm lại, sau khi chúng ta tiến vào một không gian khác, điểm đầu tiên là tuân theo chỉ dẫn và chờ thời cơ tấn công. Điểm thứ hai là giữ bình tĩnh, miễn là chúng ta không rơi vào cái tình thế tuyệt vọng bị bao vây, bị thi tù, chúng ta có khả năng phòng thủ rất an toàn, mọi người không cần lo lắng. Thứ ba, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là làm quen với chiến trường và chiến đấu thực tế, đồng thời thông qua việc chiến đấu thực tế này khám phá những cái vấn đề tồn tại trong bản thân. Đó cũng là mục tiêu cơ bản của việc đang giảng dạy thực chiến lần này, đảm bảo an toàn cho bản thân và việc chúng ta nên làm, thay vì tính toán xem đánh thắng vài chiến hạm sẽ thu được bao nhiêu điểm nguồn. Vì vậy, mọi người phải tuân theo mệnh lệnh, không tham công và không liều lĩnh. Hãy nhớ rằng mọi lựa chọn của bạn còn phải có trách nhiệm với bản thân và mọi người trên chiến hạm này. Nếu ai đó trong trận chiến không tuân thủ lệnh và mà tự ý hành động thì cho dù kết quả ra sao, cách luận mà tôi đưa ra trong một ý kiến của thuyền trưởng sẽ không đặt yêu cầu. Mọi người nghe rõ chưa? Tuân lệnh, thuyền trưởng các hạ. Nền văn minh ngoài hành tinh, nền văn minh của Barbarossa, lên sở văn minh 85.747 năm, trình độ văn minh là văn minh tinh tế cấp 4. Nguồn năng lượng chính, năng lượng hạt nhân, năng lượng ánh sáng, phạm vi ảnh hưởng là 9,5 năm ánh sáng. 11 hành tinh cư trú, dân số là 25,7 tỷ. Chiến lực tàu chiến, dân số tàu chiến đấu là 1036 đến 1150 điểm, mẫu hạm là 3088 điểm. Ngôn ngữ Barbarossa, hệ thống văn minh, hệ thống lãnh đạo bộ lạc. Có mã có vực thẩm vẫn hiệu quả và đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Khi nhiều học viên lần đầu tiên bước vào chiến trường không gian ngoài hành tinh còn chưa khỏi chốn váng thì tình báo chiến trường ở sơ bộ đã được tạo ra. Có 8 hành tinh ở trong tinh hệ, nhưng không có hành tinh nào đáp ứng đủ điều kiện cho sự sống ra đời. Hành tinh thứ tư là một hành tinh khí khổng lồ, trên quỹ đạo đồng bộ có hàng trăm trạm thu thập tài nguyên. Ngoài ra còn có một căn cứ quân sự với radar, pháo tia tử thần cỡ nòng lớn và gần 1.000 tổ chiến đóng quân ở đó. Bố trí cẩn thận như vậy nền văn minh của Barbarossa rất là coi trọng nơi đây. Mở khai thác tinh thạch lục vân tinh, sở hữu bộ lạc Katrut. Tinh thạch là tài nguyên quan trọng của văn minh Barbarossa, đóng cái công ngựa của họ. Tinh thạch là một phần không thể thiếu. Mở khai thác tinh thạch lục vân được liệt vào cái danh sách cấm xâm phạm của bộ lạc Katrut. Họ đã xây dựng một căn cứ quân sự trung bình gần mở khai thác và đã đầy đủ lực lượng bảo vệ. Khi có kẻ xâm nhập xuất hiện, căn cứ sẽ chống trả trước, kéo dài thời gian và cảnh báo bộ lạc. Ra ra không gian sâu đã phát hiện ra chúng ta, vẫn ứng không tệ đấy chứ. Rõ ràng bản thân mỏ là một miếng mồi nhỏ, và khi quân tiếp viện từ bộ lạc cấp trớp đến, nó sẽ là một miếng mồi lớn hơn. Nếu chỉ có ưu bằng thì chúng ta đã có thể kiếm được rất nhiều điểm nguồn, nhưng lần này là hành động tập thể, quên đi, chờ lên rồi nói. Đây là chiến trường không gian khác, không phải là trận đấu ảo. Ở đây, một khi tổ chiến bị đánh bại thì đó là một cái chết thật sự. Có người khi mất đi sự bảo vệ của tổ chiến, đối mặt với không gian lạnh lẽo và tĩnh lặng không khác gì là một hạt bụi cả. Tổ động cơ chọn ra một người để đối phó, đã phối hợp với đội kiểm soát thiệt hại, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Đội radar không được lơ là, ngay lập tức lập mô hình dựa trên dữ liệu chiến trường và lên kế hoạch cho tôi ít nhất là 3 tiếng đường tấn công, cũng như là kế hoạch rút quân tương ứng. Chỉ huy pháo thủ, hãy dẫn đội của cậu đến vị trí bắn súng chính và phụ. Hãy nhớ rằng trong trường hợp không có lệnh cụ thể, súng chính còn phải phạm vào phạm vi bắn hai trước khi bắn súng phụ sẽ đợi lệnh của tôi đợi bắn. Lái tàu giữ tay lái chập chững, sẵn sàng tránh vai chạm ngẫu nhiên, giữ động cơ ở mức 2/3 công suất, không được quá tải. Các thành viên còn lại trong tình trạng sẵn sàng thay thế bất cứ lúc nào. Mọi người trên chiến trường sợ nhất là không biết phải làm gì, chỉ cần có hướng dẫn rõ ràng nó như là một ngọn điện sáng, ngay lập tức xua tan sự bối rối và lạc lõng của họ. Mặc dù tôi u bận không cần phải chuẩn bị nhiều đến như vậy, chỉ là văn minh cấp 4 mà thôi. Nếu không tính đến ảnh hưởng điểm số của giảng dạy thực chiến thì việc tuyệt ý một chút cũng không thành vấn đề rồi. Tuy nhiên, không chỉ có căn cứ quân sự và hạm đội, bộ tộc cấp trốc cũng triển khai một số lượng lớn và các pháo đài vũ trang đã bảo vệ mổ, tầm bắn của những pháo đài vật rất xa này và các cuộc bắn thử cũng đã rất bắt đầu. Không biết lệnh chiến đấu của ủy ban đánh giá sẽ được ban hành như thế nào đây. Có gì đó không ổn. Cách bố trí của mỏ này khác nhiều so với kế hoạch trước đây của chúng ta. Đúng, chủ yếu là do chính số lượng quân tiếp viện đến có thể thay đổi. Chỉ là một khu mỏ thôi cũng có thể đầu tư một lượng lực lượng thường trực không dưới 2.000 tàu chiến. Nên văn minh Barbarossa mà chúng ta phải đối mặt lần này chắc chắn không phải là dễ ăn. Chẳng phải điều này quá tốt sao? Chỉ có thực chiến với cường độ vừa đủ mới có thể hiểu rõ giới hạn của những học sinh này. Trước khi tiến vào, tôi còn lo lắng nếu kẻ thù phải quá yếu thì sao? Không, tôi đã nghĩ không cần hướng dẫn thêm. Chúng ta chỉ chịu phụ
trách nhiệm là ngăn chặn quân tiếp viện, còn còn lại là đó học viện tự giải quyết. Như vậy có vẻ không thích ổn lắm. Đối đầu với một đội tàu chiến chính quy với bầy đầy đủ biện chữa, sự chênh là số lượng quá lớn, cả học viên dù sao cũng chưa được đào tạo hợp tác với một cách hệ thống, có thể không chịu được. Đúng vậy, cho dù chúng có cầm cự được thì thương vong ước tính cũng không nhỏ, tốt nhất là nên tránh càng nhiều càng tổn thất vô nghĩa. Dù sao cũng chỉ là lần đầu giảng dạy thực tế, không cần phải yêu cầu mức độ khó khăn cao như vậy cùng một lúc. Đừng đánh giá thấp những học viên đó. Học viên chuyên ngành nó chỉ huy ngọ tổ hàng lông. Nếu chúng ta buông tay để chúng tự do phát huy, chúng có thể mang đến cho chúng ta những điều bất ngờ. Làm sao trong chiến đấu thực tế không có người thương vong được chứ? Trước khi tôi đến bệnh chủ nhiệm để nói rõ rằng tỷ lệ thương vong dưới 10% thì không cần giải thích gì thêm nữa. Hạ trong tàu chiến hổ chủng đối đầu với 2.000 tàu chiến văn minh không gian khác, nếu tỷ lệ thương vong vượt quá 100% thì những cái tên vô dụng này cũng không còn cách nào mà cố vãn được nữa. Vậy thôi, hãy xem học viện ở trong trạng thái chiến đấu thực tế trên cường độ bên trung bình như là như thế nào. Chỉ khi áp lực đủ lớn, chúng ta mới có thể phát hiện ra các vấn đề của họ và giúp họ tiến bộ hơn. Con tàu đã bị tấn công trực diện 3 lần, độ bền của lá chắn năng lượng giảm 1,2%. Sở thủ trưởng, pháo phụ của tàu nổ súng, mục tiêu là pháo đài vũ trang tiến hành công việc dọn dẹp. Rõ, pháo phụ của tàu bắt đầu tiến hành công việc dọn dẹp các tháp vũ trang ở trong tầm bắn. Hướng dẫn chiến đấu của ủy ban đánh giá vẫn chưa được ban hành. Tự ý bắn sẽ ảnh hưởng đến điểm số sau này. Nhưng đây là thực chiến. Trên chiến trường biến đổi khôn lường, nếu luôn tuân thủ chỉ thị đứng im tại chỗ trước khi vào chiến trường không gian khác, chịu đựng sự tấn công của pháo đài vũ trang, đó mới là hành động ngu ngốc, sẽ bị trừ điểm. Không cần đợi nữa, khai hỏa, phản công. Thiên trưởng các hạ, đã thu được mệnh lệnh của ủy ban đánh giá. Chỉ thị số 0086-104-1205-337802, thời gian chiến đấu là từ trưa ngày 15 tháng 3 năm 10107 đến trưa sau, không gian quỹ đạo đồng bộ khí quyển. Cần có quân sự cỡ trung cấp cấp 4, tham gia chiến đấu, phía ta 213 tàu học viên, phía địch 2150 tàu chiến. Một căn cứ quân sự trung cấp và một số pháo đài vũ trang, mục tiêu chiến đấu tàu giáo quan bi cuối cùng. Tàu học viện tấn công và tiêu diệt toàn bộ địch. Chỉ thị chiến đấu rất rõ ràng, tàu giáo quan đóng quân ở phía sau và không có ý định tham gia chiến đấu. Hơn 200 tàu học viên đối đầu với hạm đội của bộ tộc Corrup gồm 2.000 người. Mặc dù chiến hạm hỏa chủng cực kỳ mạnh mẽ, lấy một bịch trăm cũng không thành vấn đề, nhưng dưới tiền đề thống nhất chỉ huy và hợp tác ân ý ngầm, hiện tại có hơn 200 tàu chiến học sinh rải rác và có rất nhiều học viên gamer. Trong trường hợp này, thật sự còn phải đối đầu thì thiệt hại có thể không nhỏ, nhưng muốn giành quyền chỉ huy. Lệnh chiến đấu đã được ban hành, tôi rất vui khi được chiến đấu cùng mọi người. Tiếp theo tôi sẽ sử dụng súng chính ở trên tàu để tạo ra thất thủ lợi hơn cho mọi người. Chúc các vị chiến đấu thành công. Pháo nổ siêu tân tinh, khai hỏa. Khiên của đội hình chiến hạm địch đã quá tải, các vị xin đừng có bỏ lỡ cơ hội ngàn năm. Lỗi phạm vi tấn công này thật đáng sợ, một phật bắn có thể bao trùm 2.000 chiến hạm và nhìn vi mô đó, thậm chí có thể bao phủ hàng chục nghìn chiến hạm trong một lần. Thật đáng sợ, đó là lá chắn năng lượng. Một phát bắn ra đã khiến nó quá tải rồi. Mặc dù nền văn minh cấp 4 chỉ là một lá chắn năng lượng sơ bộ nhưng cũng không thể nhẹ nhàng như vậy chứ. Bảo học Phương Đông, cậu đã vất vả rồi, việc còn lại giao cho chúng tôi. Cảm ơn các bạn, xin hãy yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý nốt cái này còn lại. Lỡ chân của đối phương đã quá tải và đội hình bị tôi phá hủy, trận chiến này đối với các học sinh dở như ăn bánh. U bần, có dở dàng tiêu diệt hàng ngàn tàu chiến bảo vệ chỉ bằng hơi phát đạn. Nhưng làm như vậy thật sự là không biết đối nhân sự thế. Nếu chỉ bằng sức mạnh của mình, tiêu diệt tất cả các tàu chiến, thì các học viên khác sẽ làm gì? Họ sẽ làm thế nào để thể hiện bản thân? Hãy để sân khấu cho họ, tránh gây đố kỵ đi. Hạm đội tàu chiến của bộ lạc Khartrup đặt sau lưng căn cứ của quân sự, tổ chiến của học viên chỉ cần tiến vào phía trước sẽ rơi vào cái tầm bắn của các pháo đài vũ trang trong khu vực gần đó. Nhưng những bọn họ không phải kẻ ngu, họ rất rõ ràng chỉ cần xâm nhập vào cái mảng phòng thủ của hạm đội tạo ra cuộc hỗn chiến, hiệu quả của cuộc phản công này sẽ không đáng kể. Vì vậy chiến thuật hiện tại chính là toàn lực xung kích. Đã bước vào cái giai đoạn hỗn chiến, ở trạng thái tối đa sức mạnh của một chiến hạm học viên vượt xa đối thủ, bọn họ phối hợp 3 người một nhóm đã có thể nhanh chóng hạ gục một loạt tàu chiến của bộ tộc của Khartrup, đồng thời vẫn có thể hỗ trợ lẫn nhau, luân phiên đảm nhận vai trò chịu sát thương trực tiếp từ cái lực lượng pháo binh của tàu địch. Một bên không có khiên bảo vệ sẽ được che chắn bởi bên có khiên bảo vệ, tỷ lệ thiệt hại chiến đấu sẽ giảm mạnh. Nhưng tình huống không ổn. Đúng vậy, chỉ huy hạm đội địch khá là có kinh nghiệm, ông ta không ngần ngại bỏ rơi một số tàu chiến, đồng thời yêu cầu phần lớn các tàu chiến rút lui và tổ chức lại đội hình. Hơn nữa ông ta cũng đã thành công trong việc trì hoãn rất là nhiều thời gian. Trong cuộc hỗn chiến vừa qua, hạm đội phòng thủ của bộ lạc Khartrup mặc dù có hơn 400 tàu chiến bị đánh bại,
nhận được sự bảo vệ bằng hỏa lực từ các căn cứ quân sự và pháo đài vũ trang, đã hoàn thành việc tái tổ chức bằng cách thằng lằn đất đuôi, thoát thân một cách suôn sẻ. Điều này không chỉ nhờ vào sự điều phối bình tĩnh và tài ba của chỉ huy địch, mà còn là vì học viên không có một chỉ huy thống nhất. Khi đối thủ hoàn tất cái việc tái tổ chức với số lượng lớn lên tới 1.500 tàu, được hỗ trợ với số lượng lớn phải các pháo đài vũ trang và hỏa lực phòng thủ căn bản quân sự, căn cứ quân sự, rất khó để nói liệu kết quả của trận chiến này có phải có người chỉ huy thống nhất mới được. Tôi là Vương Động, pháo chính là tầm xa với khả năng tấn công rộng ở trên tàu đã hoàn tất chuẩn bị. Thời gian khá là gấp và mọi người đều hiểu tình hình. Tàu huấn luyện vẫn đang đứng sau giám sát. Tôi không phí lời nữa. Tôi không muốn quyền chỉ huy, chỉ muốn được. Đầu tiên, những học viên có lá chắn đủ mạnh, tự tin có thể hấp thụ nhiều sát thương và sẵn sàng chấp nhận chỉ huy quân sự thống nhất. Hãy cùng tàu chiến của mình, thành mũi nhọn của mũi tên tiến công. Thứ hai, tàu chiến lớn với sức mạnh hỏa lực mạnh mẽ tiến vào hàng phòng thủ của địch, phá hủy tàu chiến chỉ huy của địch, hoàn thành nhiệm vụ. Thứ ba, những học sinh có độ gần khiêng không đủ hoặc là quá tải được yêu cầu sơ tán khỏi chiến trường. Tôi cho mọi người cho 2 phút để xem xét, nếu không tàu của chúng tôi sẽ sử dụng pháo chính. Hoàn toàn không còn thiết sử dụng pháo chính. Vương Động Động, đồng học, tấm khiên bảo vệ của tàu của tôi có chất lượng màu tím, xin hãy cho tôi theo sau bên cánh trái của cậu đi. Chết tiệt, chất lượng khiên của tôi cũng là màu tím, dựa vào gì mà cậu có thể ở cánh trái chứ? Vương Động Động học, con tàu này có radar khẩu sắt chất lượng khẩu màu tím, có thể dỡ dần khóa chặt tàu chiến chỉ huy của kỹ thuật, chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ đánh bại thủ lĩnh của bọn họ. Cùng nhau chiến đấu, có thể cùng sát cánh cùng các chiến sĩ bắc địa chính là vinh hạnh của chúng tôi. Pháo tầng phá hàng lục là một món hàng nguy hiểm, muốn nâng cấp đến chất lượng vàng level 15 với chức năng tăng gấp đôi giá trị tăng trưởng như là pháo bắn siêu tân tinh là điều rất là hiếm thấy. Trong đám học sinh này, hắn là độc nhất vô nhị, có khả năng đảo ngược thế trận bất cứ lúc nào. Họ giống không nghe theo cái gọi là đề nghị của tôi chứ. Hơn nữa, quyết định của tôi cũng là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cái tình hình hiện tại. Phía địch có lợi thế đáng kể về cái quân số và cái sự hỗ trợ và hỗ lực ở từ phía sau. Nếu không phát huy hết sức mạnh tập thể thì chắc chắn cũng chúng ta không thể giành chiến thắng được. Có vẻ như số lượng đồng đội ngu ít hơn nhiều so với tưởng tượng. Có sinh viên kho chỉ huy ít nhất cũng có tố chất và chỉ số IQ cơ bản nhất, đã đánh dấu vị trí tàu chỉ huy của đối phương, bắt đầu chia sẻ vị trí đội chủ lực chiến đấu, lấy mục tiêu là tàu chỉ huy của đối phương, tiến hành tấn công. Hình thức chiến đấu lỏng lẻo như chiến thuật bột biển có lợi cho cuộc tấn công và sâu vào trong chiến trường. Trong tình huống địch có ưu thế về số lượng tuyệt đối để bao vây và tiêu diệt kẻ địch, còn xâm nhập sâu vào trung tâm địch, nhiệm vụ hàng đầu là làm tê liệt hệ thống chỉ huy của địch, làm cho địch mất đi sự chỉ huy thống nhất hiệu quả. Tại cái thời điểm hai bên tranh giành chính là thời gian, phần còn lại của sân khấu sẽ giao cho bọn họ. Không cần tôi lo lắng nữa. Tổ chiến của học viên tất cả đều là đồ tốt. Trước sức mạnh tuyệt đối, những mảnh kiếm lối này không thể ngăn cản được họ. Tôi đã phá vỡ khiên của chỉ huy địch. Đấy, đỡ đấy cho tôi. Không hổ là thương thanh chi long, làm tốt lắm. Còn có tuyên huyết tường vi nữa, thật tuyệt. Mất chỉ huy, hãm đội phòng thủ của là cáp trốc, vốn có lợi thế về số lượng giờ đã trở thành một mớ hỗn độn. Nhờ vào cái sự tổ chức và chỉ huy trước đó, tôi đã cầm chắc cái vị trí dẫn đầu trong buổi tập trộn thực tế này. Còn mời có thể vượt qua được. Nghĩ ngơi một chút, không cần tranh giành số lượng tiêu diệt tàu với bọn họ đâu. Tàu chiến chi viện của địch đang đến, số lượng là 20.000. 20.000, chỉ vậy thôi sao? Chẳng qua lần này tôi không còn cố kỵ gì nữa. Pháo bắn siêu tân tinh bắn, điểm nguồn 62.109. Ba phát súng siêu tân tinh, phát đầu tiên tấn công, hỗ trợ của tia năng lượng cao và nguồn và luôn hạt, phá hủy toàn bộ hệ thống khiến năng lượng của tàu chiến bộ tộc cắt rốt. Pháo thứ hai phá hủy 90% tàu chiến, hơn 2.000 tàu chiến còn lại cũng đều trong tình trạng chịu thiệt hại. Pháo cuối cũng hoàn tất quét sạch bọn chúng. Một phát vỡ khiên, hai phát phá hủy, ba phát quét sạch, 20.000 tàu chiến của bộ là cắt rốt đã bị xóa sổ hoàn toàn. Lò phản ứng năng lượng vào chất bóng tối hắc ảnh cam level 5, công suất tối đa 4.000, tiêu thụ năng lượng 110 đơn vị trên giờ. Đặc điểm: một người tự do, ý chí kiên cường đã được tự do làm giảm hiệu ứng tác động của tốc độ di chuyển tàu chiến do các yếu tố khác nhau 55%. 2.
Vật chất tối, loại phản ứng này có thể trích xuất vật chất tối trong vũ trụ và chuyển hóa thành năng lượng, làm giảm 55% nhu cầu năng lượng của tất cả các module trên tàu. Chiến trường không gian khác đã kết thúc. Ván cực này không có nghi ngờ gì nữa, tôi đã thu được 15 viên pha lê hắc ám rồi. Tiêu hao 3.000 điểm nguồn. 10 tinh thể Titan và 10 tinh thể bóng tối để nâng cấp lò phản ứng năng lượng vật trong bóng tối hấp ảnh từ level 0 lên level 5. Không y tế sinh hóa màu tím level 5. Có thể chữa trị nhiễm vi khuẩn và virus sinh học cấp độ 3 hoặc là thấp hơn. Đặc tính cách ly sinh học chỉ số phòng chống sinh học tăng 3 cấp. Tiêu hao 1.500 điểm nguồn. 5 tinh thể bóng tối để nâng cấp không y tế sinh hóa từ level 0 lên level 5. Mặc dù cấp độ nhiễm khuẩn vi sinh vật và virus trung sinh học có thể chữa trị không tăng, nhưng chỉ số cách ly sinh hóa phòng chống dịch bệnh đã tăng 3 bậc, độ an toàn đã được tăng lên rất nhiều. Trải qua hơn một tháng, độ tàu học viện khảo sát bộ trời hồn giáo cuối cùng đã trở về pháo đài khổng lồ. Điểm cao nhất ở trong cuộc tập trận thực chiến lần này không còn nghi ngờ gì nữa, chính là đội của tôi. Trong vòng 3 tháng tiếp theo, chúng tôi đã tiến hành khóa học chiến đấu đơn tàu. Giai đoạn này chủ yếu là nâng cao khả năng chiến đấu của mỗi tàu chiến hỏa. Cách thức nâng cao cũng là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành đó. Về lý thuyết, học tập và quan sát một số lượng lớn hình ảnh chiến đấu thực tế và hiểu rõ chức năng của các loại mô đun trên tàu có thể mở rộng tầm nhìn của thuyền trưởng rất nhiều. Hiệu quả đơn giản nhất là khi gặp phải một hình thức tấn công đặc biệt nào đó hoặc là các tình huống khác, có thể nhanh chóng phản ứng, hiểu ra khả năng đặc trưng của đối phương và từ đó đưa ra kế hoạch ứng phó. Trên thực tế, chúng tôi không còn sử dụng tàu của riêng mình nữa, mà sử dụng tàu giảng dạy cho học viện thống nhất cung cấp để tiến hành khóa huấn luyện cơ bản nhất. Lâm Tiểu Cơ đã sử dụng phương pháp tương tự để huấn luyện tôi trên cái tinh vực vùng. Trong tinh hải chiến đồ, tôi đã sử dụng những con tàu trống chưa được tăng cường ở dưới bất kỳ hình thức nào để chiến đấu, chống lại những con tàu chiến tăng cường nhằm cải thiện cơ sở điều khiển tàu chiến của tôi. Phương pháp này thực sự có thể cải thiện các kỹ năng cơ bản một cách hiệu quả. Ngày 15 tháng 8, sau khi kết thúc giai đoạn chiến đấu đơn tàu, các học viện chuyên ngành chỉ huy sẽ tiếp tục vào cái giai đoạn tiếp theo của nội dung giảng dạy, sẵn bắn ở khu vực Nam Cương. Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ đi đến vùng sau khu vực Nam Cương, phối hợp với đội kỵ binh đang đóng quân ở đó và các lãnh đạo quý tộc khu vực của Nam Cương để tiến hành tiêu diệt các sinh vật bản địa trên hành tinh. Tinh vực Nam Cương là một vùng lãnh thổ phát triển muộn hơn tinh vực Bắc Địa, mặc dù lãnh thổ không lớn bằng Bắc Vực, nhưng vật chất lại phong phú hơn với Bắc Địa rất nhiều. Trong cái khu vực sao Bắc Địa, trung bình mỗi năm ánh sáng có một hệ thống sao, mỗi hệ thống sao trung bình có 2 đến 3 hành tinh. Số lượng các thiên hạ và hành tinh trong lĩnh vực sao phía Nam nhiều hơn gấp đôi so với phía Bắc, và có một số lượng lớn các tinh thú sống ở đây. Mặc dù cấp độ cao nhất của các tinh thú được phát hiện cho đến nay chỉ là cấp 6, nhưng mật độ cực kỳ cao. Mỗi một hệ sao đều phải trải qua một trận chiến đẫm máu mới có thể hoàn thành quá trình phát triển. Có thể nói mỗi bước khai phá đều khá là khó khăn trùng trùng. Nhưng dù thế nào đi nữa, tinh vực Nam Cương cũng sản xuất rất nhiều tài nguyên quý hiếm, chẳng hạn như là đó, mỏ pha lê hắc ám trong lãnh thổ của gia tộc Lâm Phong, cùng với tinh thể năng lượng cao cấp. Chúng tôi dường như đang bị nhắm tới. Theo quy ước, nhiệm vụ của chúng tôi được công bố bởi ủy ban giám sát, nhưng những cái khu vực nhiệm vụ được chỉ định cho chúng tôi đều có vấn đề. Mỗi lần đến, chúng tôi đều phát hiện rằng phân bố sao thú ở đó đặc biệt thưa thớt, đội hội phải dành rất nhiều thời gian xử lý và còn có khả năng bỏ sót. Do vậy, chúng tôi đã bị trừ điểm nhiều lần trong quá trình kiểm tra vì bỏ sót sao thú nào đó. Không những vậy, trước khi rời đi, chúng tôi còn kiểm tra nhiều lần để xác nhận không bỏ sót cái gì. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra vẫn có vấn đề xảy ra và bị trừ điểm. Điều này chắc chắn không bình thường. Cuộn mắt của vật thẩm ra đã khảo sát chất lượng màu cam này phạm vi rất phát hiện đầy đủ, đã bao trùm toàn bộ cái khu vực nhiệm vụ. Và nó cũng có thể mở rộng rất nhiều khoảng cách khảo sát. Những con thú tinh cấp thấp này đáng nhẽ không thể thoát khỏi sự phát hiện của nó. Dù vậy, liên tục trong suốt 2 ngày tham gia nhiệm vụ vẫn xuất hiện cái lọc lưới. Các hạ có khả năng diệp ảo đứng ở sau chuyện này. Nơi này chính là Nam Tinh vực Nam Cương, có thể gọi là địa bàn của hắn. Diệp Hảo không phải là lỗi người như vậy. Trong nửa năm vừa rồi, tôi đã tiếp xúc với Diệp Hảo không chỉ một hoặc hai lần. Hắn ta quả thực là tinh anh trong tầng lớp quý tộc của vương quốc Bohemia. Không cần thiết phải dở cái thủ đoạn thấp hiện này. Có phải do cái tên Lâm Phong đó còn ghi hận cậu? Lần trước, hắn ta thu 15 viên tinh thần bóng tối, nghe nói đã bị người nhà trách móc. Không giống lắm, tên đó dường như là một đứa trẻ ngây thơ chưa trưởng thành, không đủ sức để thực hiện hành động như vậy. Nhiệm vụ của chúng ta được công bố với lực lượng đóng quân tại vùng cao vùng sau Nam Tước. Hiện tại chính là đội hiệp sĩ của viễn tinh đã thực hiện nhiệm vụ khai phá vùng sau Nam Tước. Việc phân công nhiệm vụ cụ thể do đội hiệp sĩ này chịu trách nhiệm. Vì vậy, trước hết, tôi có thể lỗi trừ khả năng ý ban đánh giá can thiệp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, việc kiểm tra lại sẽ do các quý tộc địa phương của vùng sau Nam Cương chịu trách nhiệm.
Nếu thật sự có người giở trò khiến điểm đánh giá nhiệm vụ của chúng ta trong 2 ngày gần đây thấp, khả năng cao là ở khâu này. Do thời gian quá ngắn, chúng ta trước đó không chú ý nhiều đến cái tình hình ở khu vực Nam Cương. Thông tin của chúng ta đang không được đầy đủ. Bạn có thể cần thêm ít nhất là 1 tuần nữa, tôi mới có thể xác định được tình hình nội bộ.